chương 1080, khoái tự kiếm quyết hạ. Hắn chậm rãi khắc phục, tốc độ xuất kiếm cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng tốc độ xuất kiếm càng nhanh, bản thân hắn phụ tải cũng càng lớn, mỗi ra một kiếm, thần cốt của hắn đều âm vang rung động, nếu như đổi lại là Thủy Nhạn Ngọc, khẳng định mỗi cây xương đều bể nát. Thật nhanh, Thủy Nhạn Ngọc nhìn Lăng Hàn tiến bộ, mỗi qua một ngày, hắn xuất kiếm sẽ mau hơn một chút. Mới đầu, thị lực của nàng còn có thể bắt được kiếm quang của Lăng Hàn, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không thể nhìn thấy. Tay động, kiếm đến, chính là quá nhanh, vượt ra khỏi lẽ thường. Thảo nào có tên vô địch kiếm thánh, kiếm pháp như vậy quả thực nghịch thiên. Đây mới là nhất thức trong bốn chữ kiếm quyết, như vậy chỉ tự quyết, loạn tự quyết cùng bình tự quyết sẽ có uy năng gì. Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc đều hiếu kỳ. Một tháng sau, Lăng Hàn ở trên khoái tự quyết rốt cuộc có chút thành tựu, mà tu vi của hắn ở dưới ma lực trợ giúp, thẳng tiến đến trung cực vị trung kỳ, mặt khác, hắn vẫn bất thời giờ luyện đan cuối cùng luyện thành thiên cơ đan đi chúng ta lại đi giết hải tặc lăng hàn cười to kiếm pháp luyện thành dĩ nhiên phải trải qua thực tiễn để đề thăm uy lực bọn họ điều khiển xuyên vân toa cũng không sợ gặp phải cường giả nhật nguyệt cảnh này đủ để chống đỡ bọn họ đào sinh tinh thần hải biến hóa này cũng không có ảnh hưởng đến sinh ý của dương gia tương phản sinh ý của bọn họ càng thêm thịnh vượng bởi vì trong nội hải đã không có siêu trọng lực người đến đây tầm bảo càng ngày càng nhiều trước đây ít nhất phải là sơn hà cảnh mới có thể xuống biển nhưng bây giờ phá hư cảnh thậm chí thiên nhiên cảnh cũng có thể thủy áp trong nghìn trường hoàn toàn không cấu thành uy hiếp dĩ nhiên yêu thú trong biển vẫn là nguy hiểm to lớn nếu ở đáy biển tầm bảo táng thân trong miệng yêu thú vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo đã không có ma chủ quấy dày xuyên vân toa phát huy ra công hiệu lớn nhất cho dù bay qua nội hải một vòng cũng tối đa dùng hết một ngày bởi vì ở trên biển phiêu lưu vài ngày Lăng Hàn đã thăm dò rõ ràng lộ tuyến hàng hải của Dương Gia, hắn liền điều khiển xuyên vân toa đi lộ tuyến giống nhau. Nơi đó, hắn hạ phi toa xuống, trên một chiếc thuyền lớn đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Này là một chiếc đại thuyền của Dương Gia, có cường giả nhật nguyệt cảnh tỏa chấn, bởi vậy bên hải tặc tự nhiên cũng xuất động cường giả đồng cấp, đang đại chiến ở trên mặt nước. Này ở dĩ vãng là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ không có trọng lực, cường giả nhật nguyệt cảnh đạp sóng ở trên mặt biển lại có gì khó khăn bọn họ tiến thêm một bước là có thể thân thể phi hành a lăng hàn thu hồi phi thuyền cùng thủy nhạn ngọc gia nhập chiến đoàn công kích đám hải tặc chiến đấu quá hỗn loạn tuy bọn họ từ trên bầu trời hạ xuống đưa tới một ít người chú ý nhưng bởi vì cảnh giới của bọn họ đều quá thấp tự nhiên sẽ không có cường giả quan tâm mặc kệ bọn họ thuộc về bên nào tiêu diệt là được tiểu tử đi tìm chết đi một gã hải tặc lập tức quơ đao chém tới hắn là cao thủ trung cực vị đỉnh phong tự nghĩ cảnh giới nghiền ép lăng hàn không chút kiêng kỵ công kích. Lăng Hàn mỉm cười, triển khai khoái tự quyết. Ba, tên hải tặc huy ra một đao, nhưng hoảng sợ phát hiện tay của mình ly thể, tiếp đó liền thấy thân thể của mình tứ phân ngũ liệt, trong nháy mắt bị trẻ thành mấy khối. Lúc này hắn mới kinh giác, làm sao có thể thấy mình tứ phân ngũ liệt nhỉ? Lẽ nào đầu của hắn cũng bị chém xuống? Đây là chuyện gì xảy ra, hắn căn bản không có thấy đối phương ra chiêu A. Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu hắn. Trong hỗn chiến, Chuyện này tự nhiên không khiến bao nhiêu người chú ý, dù sao cảnh giới của hai người quá thấp. lang Hàn hết sức hài lòng, kỳ thực hắn chém một kiếm cũng có thể giết đối thủ, nhưng một kiếm chém qua, hắn chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, bởi vậy trái một kiếm phải một kiếm, lại chém ra rất nhiều kiếm, thoạt nhìn ra một kiếm, kỳ thực tổng cộng ra 11 kiếm. Còn có thể càng nhanh một chút, hắn thầm nói, tiểu tử ghê tởm, nạp mạng đi, lại một tên hải tặc giết lại, hắn là cao thủ đại cực vị tiền kỳ lăng hàn chém qua một kiếm phốc huyết quang văng lên chỉ thấy tên hải tặc kia đã bị chém thành đống thịt nát cái gì liên tục miểu sát hai người hải tặc ở phụ cận cuối cùng lưu tâm lăng hàn thoáng cái liền phóng đến năm người có một gã đạt đến đại cực vị hậu kỳ hai gã là đại cực vị tiền kỳ hai gã là trung cực vị đỉnh phong năm người còn có đại cực vị hậu kỳ lăng hàn lẩm bẩm nói trên lý thuyết chiến lược của hắn bây giờ cũng bất quá là đại cực vị hậu kỳ một người của đối phương liền có thể chế trụ hắn cộng thêm bốn gã hải tặc khác, liền có thể tạo thành đầy đủ uy hiếp với hắn. Bất quá, này là không có tính khoái tự kiếm quyết vào. mao đầu tiểu tử ở đâu ra, lại dám nhúng tay chuyện của chúng ta. Năm tên hải tặc đều cười lạnh nói, hắc hắc, cô nàng này thật xinh đẹp, nào chỉ đẹp, quả thực chính là yêu tinh, giết tiểu tử này, bắt nữ nhân kia, chúng ta y y a a. Nhất định, năm người đồng thời xuất thủ, triển khai công kích lăng hàn. Năm cái sao, có chút khiêu chiến. Lăng Hàn xuất kiếm, xoát xoát xoát, kiếm quang chấp động, mau đến người căn bản không bắt được vết tích. Lăng Hàn thu kiếm, như hắn chưa từng xuất kiếm vậy. Ba 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 ba, năm tên hải tặc có 4 gã ngã xuống, chỉ có đại cực vị hậu kỳ may mắn tránh thoát, nhưng cổ của hắn có một vết máu, thiếu chút nữa liền bị tước mất đầu. Tên hải tặc này không khỏi sợ, kỳ thực hắn cũng không có bắt được kiếm quang, chỉ là cảm ứng được nguy cơ, lúc này mới theo bản năng dùng nguyên lực bảo vệ cổ, lấy tay che chở, bảo vệ tánh mạng của mình nhưng năm ngón tay lại rất mất bốn ngón thật đáng sợ đây là kiếm pháp gì quả thực sát nhân trong vô hình phải biết tu vi năm người bọn họ cái nào cũng không yếu hơn người này thậm chí hắn còn mạnh hơn một tiểu cảnh giới nhưng chỉ trong nháy mắt năm người liền ngã xuống bốn cái hắn cũng bị tước mất bốn ngón tay cổ chúng một kiếm thiếu chút nữa bay đầu tiểu tử này là thiên tài ngô tinh sao không 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 coi như là thiên tài ngô tinh chiến lược cũng chỉ tương đối với mình làm sao thiếu chút nữa miểu sát mình tay của lăng hàn có chút run rẩy hô hấp hơi hỗn loạn nguyên lực trong cơ thể loạn rầm rầm chương 1081, kiếm quyết phát huy đặc điểm của khoái tự quyết chính là đánh vỡ quy tắc hình thành tốc độ vượt qua cảnh giới bởi vậy thiên địa quy tắc sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn với ngươi kém một chút lăng hàn lẩm bẩm nói vừa rồi hắn ra năm kiếm bản ý là giết chết toàn bộ năm người kia không nghĩ tới vẫn để cho một người sống sót hắn ổn định hô hấp lần thứ hai vận chuyển khoái tự quyết đánh về phía tên hải tặc. Hải tặc bị dọa muốn chết, chỉ có thể liều mạng vận chuyển nguyên lực, bảo vệ điểm yếu hại. Không có biện pháp, hắn căn bản không biết công kích sẽ từ nơi nào đánh tới. Nhưng vấn đề là, diện tích phòng ngự quá lớn, cần phân bố nguyên lực chí ít ở vài chỗ yếu hại, nhưng người công kích chỉ cần tập trung lực lượng ở một điểm, tiêu hao nguyên lực tuyệt đối không phải một đẳng cấp A. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, tốc độ xuất kiếm của Lăng Hàn quá nhanh, nhanh đến trình độ nào nguyên lực hộ thuẫn chỉ trong hai kiếm liền vỡ nát mà muốn ngưng tụ lần nữa thì cần thời gian nhưng tốc độ xuất kiếm của lăng hàn vượt xa tốc độ ngưng tụ của hộ thuẫn huyết hoa vẩy ra tên hải tặc kia chỉ ngăn cản ba cái hô hấp thời gian liền không cam lòng nhìn lồng ngực của mình trái tim của hắn đã bị xuyên thủng đan điền cũng bị đánh bể thình thịch hắn ngã xuống vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại lăng hàn thì vù vù thở dốc khoái tự quyết quá tiêu hao nguyên lực và thể lực hơn nữa đối với thân thể có hiệu quả phá hư cực lớn để hắn áp lực thật lớn. Tiểu Bối đáng giết, lại một tên hải tặc nhảy tới, lần này là Đại Viên mãn, tóc tai bù xù, vẻ mặt dữ tợn, trong tay cầm một thanh đại khảm đao, hoàn toàn không giống như cao thủ thần cảnh, mà như đồ tể giết lợn. Hai tay hắn cầm chuôi đao, chém về phía Lăng Hàn, trên thân đao có thần văn phát quang, hóa thành tia sáng chói mắt, để người căn bản thấy không rõ một đao này sẽ từ đâu đánh tới. Đại Viên mãn sao? Lăng Hàn nóng lòng muốn thử, hắn hít một hơi thật sâu, triển khai khoái công luận tốc độ ra chiêu, khoái tự kiếm quyết chắc là cấp bậc mạnh nhất thế gian, chỉ ít sơn hà cảnh đại viên mãn còn không có cách nào vượt qua lăng hàn. Bởi vậy, khảm đao của hải tặc chỉ có hóa công làm thủ, toàn lực phòng ngự. Hắn hoành đao ngăn cản ở trước người, giấu hơn phân nửa thân thể ở sau đại đao, cả người tỏa ra quang trạch màu vàng nhạt, tăng phòng ngự đến cực hạn. Uống, hắn cũng không phải một mặt phòng ngự, tay trái hóa quyền đánh tới lăng hàn. Thình thịch, hai người trao đổi một chiêu, trên cổ tên hải tặc xuất hiện một huyết tuyến, nhưng nhập thịt không sâu trái lại lăng hàn vai trái của hắn trúng một trường xuất hiện một vết lún rõ ràng ăn ngay nói thật qua một kích này nhất định là lăng hàn chịu thiệt hơn nhưng người ở phụ cận nhìn thấy kết quả vô luận là hải tặc hay thuyền viên đều kinh hãi đến cực hạn lăng hàn chỉ là trung cực vị trung kỳ hải tặc là đại viên mãn trung kỳ hai người kém tám tiểu cảnh giới nhỏ a dù tên hải tặc kia không phải thiên tài gì thì lăng hàn cũng có bát tinh chiến lược a bát tinh ai có thể tin tưởng ai dám tin tưởng, tên hải tặc kia sờ cổ, không khỏi vừa sợ vừa giận, đừng nhìn một kích này hắn chiếm thượng phong, thương tổn lăng hàn lớn hơn nữa, nhưng chỉ cần lực lượng của lăng hàn mạnh hơn một chút, một kiếm kia liền có thể lấy mạng hắn. Phát hiện mình đi qua quỷ môn quan một vòng, hải tặc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, quá to. Lưu ngươi không được, hắn quơ đao chém tới, ánh đao lóng lánh diệu động, thừa dịp hiện tại lăng hàn nhỏ yếu, thụ thương, giết chết lăng hàn, bằng không cho tiểu tử này mấy năm thời gian, vậy mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn lập tức chấn kinh phát hiện, đầu vai bị thương của Lăng Hàn đang khép lại rất nhanh. Phốc, hắn chấn kinh đến ngừng công kích, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, thể phách mạnh như thế, sức khôi phục kinh người như thế, tiểu tử này là yêu quái sao. Trở lại, Lăng Hàn cười nói, hải tặc lộ ra ý sợ hãi, cảnh giới của hắn cao hơn Lăng Hàn, thực lực cũng mạnh hơn Lăng Hàn, nhưng bây giờ trong lòng rất sợ hãi, một chút nắm chắc cũng không có. Tiểu tử thật cuồng, trong tiếng hừ lạnh, một trung niên hải tặc xuất hiện, thân thể thon gầy, phía sau lại có hư ảnh một mặt trời đỏ. Nhật Nguyệt cảnh, ha ha, Tây Thành, đối thủ của ngươi là bản tọa. Trong tiếng cười dài, trước người lăng hàn nhiều ra một nam tử khôi ngô, tay trái của hắn rất bình thường, nhưng tay phải không ngờ lớn hơn một vòng, hơn nữa đen kịt như mực, tỏa ra quang trạch kim trúc. Dương Hiên, tiểu tử này là hậu duệ của Dương gia các ngươi sao? Cường giả hải tặc được xưng là Tây Thành hỏi, thanh âm ầm ầm như sấm dậy. Dương Hiên là nhật nguyệt cảnh của Dương Gia, cũng chính là nam tử đứng ở trước mặt Lăng Hàn, tay phải lớn hơn một vòng kia, cũng không biết có phải luyện công luyện đến biến dị hay không. Có phải hay không, thì liên quan gì tới ngươi? Dương Hiên lạnh lùng nói, tay phải của hắn bắt đầu tỏa ánh sáng, từng đạo thần văn xuất hiện, đan vào thành một đồ án, tản mát ra khí thế đáng sợ. Ha ha, xem ra là phải. Tây Thành lạnh lùng nhìn chăm chú Lăng Hàn, sát khí tràn ra như thực chất. Thanh niên này vô cùng nguy hiểm, phải trước tiên chảm trừ, bằng không đợi đến hắn thành khí hậu vậy hối hận cũng không kịp dương hiên nâng tay phải lên nhắm thẳng vào tây thành nói hiện tại trọng lực của tinh thần hải tiêu thất ngày lành của hải tặc các ngươi cũng kết thúc chuẩn bị chịu chết đi ha 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 nghĩ hay lắm tây thành xuất thủ một đạo kiếm quang di động nhắm thẳng vào lăng hàn ngươi dám tay phải của dương hiên đánh ra nhất thời thần văn hóa thành từng đạo xiềng xích quấn về phía tây thành cuồng lãng phách hiểm tây thành khẽ quát một tiếng trong cơ thể tuôn ra một mảnh sóng nước, ngăn cản thần văn xiềng xích, mà hắn thì nhân cơ hội giết ra, trường kiếm huy động, nhắm thẳng ngực của Lăng Hàn. Dương Hiên hơi kinh hãi, trước đó hắn cùng với Tây Thành giao qua mấy lần, biết cuồng lãng phách hiểm là tuyệt chiêu của đối phương, số lần sử dụng có hạn ở trong thời gian nhất định, không nghĩ tới đối phương dùng nhanh như vậy. Sát ý của đối phương quá kiên quyết, trái lại Dương Hiên, hắn căn bản không nhận thức Lăng Hàn, cũng biết đối phương không phải khách nhân trả tiền lên thuyền, vậy hắn sao chịu suốt toàn lực giữ gìn thái độ của song phương hoàn toàn bất đồng, tạo thành hậu quả tự nhiên cũng hoàn toàn bất đồng. Tây Thành đột phá trở ngại, trực diện lăng hàn, chương 1082, quất bà tai. Trung cực vị nho nhỏ, làm sao địch nổi nhật nguyệt cảnh. Dù cho Tây Thành chỉ là tiểu cực vị trung kỳ, tuyệt đối là một chiêu tức diệt, kiếm đến, ông, trường kiếm đâm tới ngực lăng hàn, chính là vị trí trái tim, tiếp đó, hết thảy đều dừng lại. Ba, một thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy lăng hàn tay nâng trưởng rơi, cho Tây thành một bạt tai. Thanh Thúy, vang dội, trong nháy mắt, tất cả chiến đấu đều ngừng lại, mỗi người đều nhìn lăng hàn, mắt trừng rất tròn, miệng mở lớn đến có thể nhét vào một con gà. Ta dựa vào, tình huống gì? Ánh mắt ta hoa sao? Làm sao thấy được Tây thành đại nhân bị người tát một bạt tai? Sát, tiểu tử kia là ai? Quá mạnh đi, cư nhiên tát đầu mục của hải tặc một bạt tai. Tên kia thực sự là sơn hà cảnh sao? Vừa rồi thời điểm hắn xuất thủ, ta chỉ thấy hắn có hai ngọn núi lớn một dòng sông, nói rõ hắn còn không có tiến vào trung cực vị hậu kỳ. Điều này sao có thể, ngay cả Dương Hiên cũng phun ra, không thể tin nổi. Da mặt đủ cứng, quất đau tay A, à. lăng hàn phẩy phẩy tay, một bà tay này hắn dùng tới kiếm ý của khoái tự quyết, tốc độ thật nhanh, mà Tây Thành lại khinh thường hắn, cho là một kiếm liền có thể miểu sát, căn bản không có một chút xíu đề phòng. Ai sẽ đề phòng một người chết chứ? Bất quá, nhật nguyệt cảnh dù sao cũng là nhật nguyệt cảnh, ở lúc lăng hàn tát tới, Tuy Tây Thành không kịp né tránh, nhưng vẫn vận dụng nguyên lực phòng ngự, bởi vậy đừng nhìn Lăng Hàn quất chúng Tây Thành, nhưng hắn mới là người bị thiệt thòi. Tây Thành đầu tiên là ngẩn ra, tiếp sắc mặt trắng bệch, tiếp đó lại trở nên đỏ bừng, sau đó là xanh đen. Sát, dù hắn dùng thiết mặt công chấn vỡ tay Lăng Hàn, đó cũng là mất hết mặt mũi A. Đường đường cường giả nhật nguyệt cảnh, cư nhiên bị một sơn hà cảnh tát một bạt tai, vô cùng nhục nhã. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi. Tây Thành thức điên. Hiện tại hắn không có tâm tình suy nghĩ vì sao một kiếm xuống không thể giết chết Lăng Hàn, trái lại bị đối phương rút một bạt tai. Trọng điểm là bị tắt một bạt tai. Hắn huy kiếm, chém qua Lăng Hàn. Đinh, Dương Hiên xuất thủ, tay phải tráng kiện trực tiếp đỡ lấy kiếm phong, một đạo lực lượng tuôn ra, thình thịch thình thịch thình thịch, bong tàu như sóng nước nổi lên, người trên bong thuyền cũng bị đánh bay, đều rơi xuống nước. May mắn, hiện tại nội hải đã không quỷ dị nữa, bởi vậy chúng nhân rơi xuống nước cũng sẽ không chìm tới đáy, rất nhanh đều dẫm ở trên mặt nước. Cút ngay, bằng không ta giết luôn cả ngươi. Tây thành sát khí sung thiên, từ khi tu vi của hắn tiểu thành còn chưa từng bị người quất bạt tai qua, huống chi là một sơn hà cảnh nho nhỏ. Nếu không chém giết lang hàn mà nói, đời này hắn mơ tưởng ngẩng đầu lên, tất nhiên, dù chém giết lang hàn, hắn cũng nhất định trở thành một chuyện cười. Ha 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 ha, Dương Hiên cười to nói, Tây Thành, nơi này có nhiều người thấy người bị tát một bà tai như vậy, chẳng lẽ còn muốn diệt khẩu tất cả mọi người sao? Hắn lắc đầu, cười càng thêm lớn tiếng, bản tọa thực xấu hổ làm bạn với ngươi, đường đường nhật nguyệt cảnh cư nhiên bị sơn hà cảnh tát một bạt tai. Ngươi còn dám nói, Tây Thành tiến nhập trạng thái điên cuồng, trường kiếm chém tới Dương Hiên, mỗi một chiêu đều không để ý sinh tử, bày ra tư thế muốn đồng quy vô tận với Dương Hiên. Dương Hiên không dám trêu chọc nữa, hắn không có dự định cùng chết với đối phương chút nào, tự nhiên không thể lại đi kích thích Tây Thành. Nhưng Tây Thành lại thực sự nổi điên, hiện tại hắn tuyệt đối có xung động giết chết tất cả mọi người che giấu sự tình mất mặt của hắn chết 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 tây thành toàn lực ra hết chết tiệt dương hiên không ngờ tây thành lại thẹn quá thành giận như vậy ở dưới đấu pháp đồng quy vô tận của đối phương áp lực của hắn thật lớn thời khắc đều chạy ở bên bờ sinh tử mấu chốt là cho tới bây giờ hắn không có dự định liều mạc bởi vậy hắn xuất thủ rất cố kỵ hoàn toàn rơi vào hạ phong quỷ ảnh động tây thành lại phát một đại chiêu thân hình như biến thành hư huyễn mặt trời phía sau lóng lánh không gì sánh được, thậm chí áp đảo Thái Dương trên bầu trời. Gặp quỷ, Dương Hiên quá sợ hãi, đối phương vận dụng nhật nguyệt lực, đó là bản nguyên của nhật nguyệt cảnh, vận dụng của lực lượng này vậy nói rõ thật đang liều mạng. Lan, hoặc là chết, Tây Thành lạnh lùng nói, kỳ thực hắn chưa hoàn toàn mất lý trí, thể hiện tư thái như vậy chỉ là biểu đạt quyết tâm của mình, người lại ngăn trở ta, ta dù chết cũng sẽ kéo ngươi xuống nước. Dương Hiên lạnh lùng, ý niệm trong lòng bay lột. Nếu như Lăng Hàn là đệ tử của Dương Gia, như vậy hắn đánh bạc tính mệnh cũng phải bảo vệ truyền nhân kiệt xuất của gia này, đáng tiếc không phải. Vì một ngoại nhân đi liều mạng, không đáng, Dương Hiên rõ ràng hiển lộ ra thôi ý, đây là một người xa lạ chủ động gia nhập chiến đấu, hắn hoàn toàn không cần vì một người như vậy đi mạo hiểm. Hơn nữa, Dương Gia không có thống hận hải tặc như chúng nhân tưởng tượng. Đúng vậy, Dương Gia và hải tặc chọn đời là địch, mấy triệu năm qua không biết chết bao nhiêu tộc nhân, nhưng không có hải tặc tồn tại, võ giả còn cần dương gia bảo hộ sao? Không có hải tặc, dương gia ăn cái gì? Thỏ tử cầu phanh, đạo lý này ngay cả người phàm cũng biết, dương gia sẽ không hiểu sao. Bởi vậy, cho tới bây giờ dương gia chỉ bảo vệ tốt đội thuyền của mình, đối với thanh tiếu hải tặc là một chút cũng không tích cực, bởi vì tích cực mà nói, tự mình sẽ không có cơm ăn. Tất nhiên đối mặt với hải tặc, dương hiên quyết không thể thoái nhượng quá rõ ràng, bởi vậy hắn chỉ từng bước thu lực, dự định bán cái kẽ hở, thả tây thành qua. Lăng Hàn tự nhiên nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh nói. Đa tả tiền bối xuất thủ tương trợ, thê tử, chúng ta nên rút lui. Hắn cũng không chờ Dương Hiên trả lời, kéo Thủy Nhạn Ngọc nhảy vào xuyên vân toa, hưu, trực tiếp phá không mà đi. Ra mặt dày, lần sau trở lại quất ngươi a. Trước khi đi Lăng Hàn còn không quên trêu chọc Tây Thành một câu. Tây Thành giận tím mặt, chợt tung người sông lên hơn trăm trượng, muốn nhảy lên xuyên vân toa, xanh xanh đánh Lăng Hàn xuống. Nhưng sau khi phi toa khởi động, Tốc độ là gấp 4 lần Nhật Nguyệt cảnh phổ thông, làm sao Tây Thành có thể đuổi kịp. Phốc một tiếng, Tây Thành từ trên bầu trời rơi xuống, tiến vào hải lý. Chết tiệt, chết tiệt, hắn lớn tiếng nguyền rủa, ánh mắt theo dõi Dương Hiên, nếu không phải người này ngăn cản, tiểu tặc kia làm sao có thời giờ lấy ra thần khí phi hành đào tẩu. Chương 1083, thoái nhượng, sát, Dương Hiên thầm mắng một tiếng, cũng hận lăng hàn lên, rõ ràng là tiểu tử kia xông họa, tại sao liên lụy hắn vào tuy trước đó hắn và tây thành đại chiến nhưng hai người chỉ kiềm chế lẫn nhau đến cảnh giới như bọn họ ai không tu luyện trăm vạn năm ai cũng chân quý cái mạng nhỏ của mình không gì sánh được cũng không chờ hắn ai oán bao lâu tây thành đã giết lại hai mắt phun hỏa đường đường cường giả nhật nguyệt cảnh bị một tiểu bối sơn hà cảnh ở trước mặt mọi người quất bạt tai hắn không phát điên mới lạ lăng hàn ở trên trời dạo qua một vòng lúc này mới nghênh ngang mà đi người nọ thực sự là không biết xấu hổ Thủy Nhạn Ngọc chỉ Dương Hiên nói, có vẻ càng tức giận. Phải biết bọn họ hảo tâm trợ giúp Dương Gia giết tặc, nhưng Dương Gia lại bỏ mặc cường giả Hải Tặc đi công kích Lăng Hàn, điều này làm cho nàng cảm thấy trái tim băng giá. Ha ha, thói quen mà thôi. Lăng Hàn lại lơ đỉnh, phần lớn người đều chỉ biết tự quét viết trước cửa, sao có thể trông cậy vào một người xa lạ liều mạng vì mình? Hơn nữa, điểm xuất phát của hắn cũng không phải vì trợ giúp Dương Gia, mà chỉ vì giết Hải Tặc mà đến. Thủy Nhạn Ngọc lại tức giận trước đó nàng một mực sống ở hoàng đô nói đến tâm cảnh từng trải kỳ thực hoàn toàn kém xa lăng hàn một lát sau nàng đột nhiên bu lại nói nhắm mắt lại để làm chi lăng hàn quay đầu nhìn nàng bảo ngươi nhắm lại thì nhắm lại đi thủy nhạn ngọc sẵn giọng ngươi không sợ ta lái phi toa lung tung va và chạm vào núi đá sao lăng hàn cười nói đến cùng ngươi có nhắm hay không được thê tử nói nhắm ta liền nhắm lăng hàn nhắm hai mắt lại hắn lập tức cảm giác trước mắt có một bóng đen đè ép lại tiếp đó một đôi môi ôn nhuận mềm mại hôn lên ngô lăng hàn kinh ngạc thủy nhạn ngọc cư nhiên chủ động đưa lên môi thơm tuy thủy nhạn ngọc phong tình vạn trùng trời sinh quyến rũ nhưng tính cách của nàng có chút băng lãnh dù bị lăng hàn ôm ôm hôn hôn sờ sờ lâu thành quen nhưng vẫn bị động thừa nhận lần này cư nhiên chủ động dâng nụ hôn cổ quái hắn lập tức mở mắt chỉ thấy thủy nhạn ngọc nhắm hai mắt khuôn mặt đã hồng thành quả táo động tác phụng về mà hôn mình nàng rõ ràng động tình mũi hé động gáy ngọc hiện lên màu hồng, kéo dài đến ngực, chỉ tiếc bị quần áo bao vây, nhìn không thấy xuân sắc sư thừa. Thê tử, người rốt cuộc quyết định muốn cùng ta sinh hầu tử. Lăng Hàn rất sát phong tình nói, Thủy Nhạn Ngọc cho hắn một cái liếc mắt, nàng là bởi vì hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước Lăng Hàn quất tây thành một bà tai, trong lòng kích động, có sơn hà cảnh nào có thể quất cường giả nhật nguyệt cảnh một bà tai. Chỉ suy nghĩ một chút, liền để nàng kích động đến toàn thân như nhũn ra, có một loại tình cảm xa lạ muốn từ trong cơ thể phun trào, để cho nàng muốn ôm lấy Lăng Hàn thật chặt, để nam tử này chinh phục. Nhưng người kia nói không phải là phải phá hư bầu không khí sao. Thê tử, người hôn không được, ta đến dạy ngươi. Lăng Hàn một tay ôm lấy Thủy Nhạn Ngọc, thăm dò hôn lên. Ngô, Thủy Nhạn Ngọc lập tức phát sinh tiếng rên rỉ, hai tay chống ở trước ngực Lăng Hàn, muốn đẩy lưu manh này ra, nhưng đẩy đẩy, tay nàng liền mất đi khí lực. Tiếp đó như linh xả quấn lấy cái cổ của Lăng Hàn, biến thành nhiệt tình lên. Người đàn ông này có thể để cho nàng bốc cháy A. À. Đồ lưu manh, nàng lầm bầm nói, ta hận ngươi, tại sao hận ta? Lăng hàn cắn vành tay của nàng, hai bàn tay đều đã cầm một ngọn núi, chơi đến bất diệt nhạc hồ. Ta hận ngươi, để ta luôn nghĩ tới một người, làm sao cũng không thể quên được. Thủy nhạn ngọc hung hăng cắn vai của lăng hàn một cái, chỉ là da của lăng hàn quá dày, tính dai 10 phần, cũng không phải nàng có thể cắn được. Trong lòng lăng hàn rung động, vư vật này đang biểu đạt chân tình với mình sao? hắn nâng khuôn mặt của Thủy Nhạn Ngọc, nghiêm mặt nói. Ta sẽ đối tốt với ngươi, cả cuộc đời. Hừ, ngươi còn có hai hồng nhan chi kỷ A. À. Thủy Nhạn Ngọc có chút ghen nói. Ha ha, Lăng Hàn trột dạ cười, thê tử tổng cộng chỉ có ba cái, nhưng hồng nhan chi kỷ là gần hai bàn tay nha. Hắn không nói chuyện này nữa. Chúng ta đổi tư thế, lại đi giết vài hải tặc. Thủy Nhạn Ngọc trố mắt, cái đồ lưu manh này, cư nhiên ở trước mặt mình nói loại từ hạ lưu như tư thế. Xong đời, sau đó thật bị người kia thu vào tay nàng có thể cũng biến thành như vậy hay không hai người ngồi xuyên vân toa càn quét ở trên tinh thần hải gặp phải nhóm nhỏ hải tặc liền trực tiếp xuất thủ tiêu diệt gặp phải có nhật nguyệt cảnh trấn giữ liền chạy qua lại tiêu sái để đám hải tặc thống hận không ngớt mười mấy ngày kế tiếp số lượng hải tặc chết ở trong tay hai người đã phá trăm mà ở trong chiến đấu thủy nhạn ngọc rốt cuộc đột phá đến trung cực vị này nếu truyền lại xích thiên học viện mà nói tuyệt đối sẽ oanh động nhất phương đừng nhìn tốc độ này chậm hơn lăng hàn rất nhiều nhưng nàng chỉ tốn vài chục năm liền bước vào một tiểu cảnh giới kỳ thực cực kỳ kinh người dĩ nhiên đây là bởi vì nàng chiếm được mấy khối sơn hà thạch rất nhanh hoàn thành tích lũy tu vi hơn nữa lăng hàn lại không ngừng cho nàng khí thiên đan trong thời gian cực ngắn trợ giúp nàng đạt tới tiểu cực vị đỉnh phong trải qua huyết chiến còn có ngộ tính của nàng cũng không thấp rốt cuộc hoàn thành vượt qua một bước trọng yếu chờ thủy nhạn ngọc vượt qua thiên kiếp lăng hàn quyết định trở về Bọn họ đã giết đầy đủ hải tặc, hơn nữa bị du kích chiến của bọn họ dọa sợ, hiện tại hải tặc xuất động nhất định có một cường giả nhật nguyệt cảnh tỏa chấn, để Lăng Hàn không dám lỗ máng, dù sao Sơn Hà Cảnh và nhật nguyệt cảnh chênh lệch quá xa, sơ sẩy là có thể bị miểu sát. Cái gì hắc tháp, xuyên vân tòa đều vô dụng, như trước đó một kiếm của Tây Thành vừa vặn đâm vào thái sơ thạch, nhưng này đâu thể nào phát sinh nhiều lần. Thủy Nhạn Ngọc không phải là Lăng Hàn, không có thể phách biến thái như hắn, lúc độ thiên kiếp có chút gian nan. Mặc dù thành công độ qua, nhưng trên người nhiều hơn rất nhiều vết thương, dáng dấp cực thảm. Đây là Lăng Hàn đã lấy thái sơ thạch cho nàng dùng, bằng không còn thảm hại hơn một ít. Nhưng chỗ tốt cũng càng nhiều. Sơn Hà Cảnh Trung cực vị có 20 vạn năm thọ nguyên, này ý nghĩa nàng chỉ ít ở trước năm 6 vạn tuổi sẽ không xuất hiện dấu hiệu giả yếu, vẫn ở vào giai đoạn chừng 20 tuổi. Đối với một mỹ nữ mà nói, này là giá trị lớn nhất khi tu luyện, chỉ ít cũng là một trong. chương 1084, tin tức xấu, mà lấy thiên phú của nàng, cộng thêm đan dược của Lăng Hàn, chỉ cần mấy trăm năm là có thể nhảy vào đại cực vị, vậy thời hạn giải yếu sẽ đẩy lên mấy vạn năm nữa. Vui sướng như vậy thậm chí vượt qua thực lực đề thăng, để Lăng Hàn không khỏi không cảm khái, nữ nhân và nam nhân ở trên tư duy thật có bất đồng rất lớn. Hắn không khỏi soi gương, phát hiện người trong kính nhìn qua còn chưa tới 20 tuổi. Không có biện pháp, đời này tu vi của hắn đề thăng quá nhanh, dung mạo còn không có đạt đến thành thục. Ai, quá giống thiếu niên a. À? Lăng Hàn không khỏi thở dài, đời trước hắn hơn 200 tuổi, tuy không có tiến nhập thời kỳ giải dạ yếu, nhưng nhìn qua chỉ ít cũng là thanh niên 25-26 tuổi A. À. Dáng vẻ này, để hắn không tiếp thụ được, ngươi là ghét bỏ ta già sao, ánh mắt của Thủy Nhạn Ngọc tràn đầy nguy hiểm nhìn hắn. Hắc hắc, thể tử nơi nào già chứ, da thịt này thực quá thủy nộn, mỗi ngày không nhìn mấy trăm lần, ta sẽ rất khó chịu. Lăng Hàn cũng học được một ít hoa ngôn xảo ngữ, dĩ nhiên trọng yếu nhất là kỹ thuật hôn, dò đầu đi qua, liền hôn vư vật này đến thần hồn điên đảo không kiềm chế được đồ lưu manh người hôn thì hôn vì sao còn muốn hút nước miếng của ta bẩn chết thủy nhạn ngọc mắng còn tay nữa vì sao nhất định phải vào ngực của ta nga lang hàn gật đầu rời hai tay xuống một khoảng cách đặt ở trên cái mông vung cao của nàng thủy nhạn ngọc phát điên người này là cố ý sao sắc lang sao có tiểu lang ở đây hi hi mật danh của mình trên diễn đàn là sắc lang nha các huynh đệ Nàng đã nhận định bản chất của Lăng Hàn, oan uổng a, à, ta hôn ngươi, hai tay dù sao cũng phải tìm một chỗ để chứ, nên đương nhiên là đặt ở địa phương ta thích nhất. Lăng Hàn vội vã kêu oan, đây là địa phương ta thích nhất, đây là địa phương ta thích thứ hai. Hắn chỉ vào hai bộ vị ngạo nhân của Thủy Nhạn Ngọc. Thủy Nhạn Ngọc xấu hổ đỏ mặt, rồi lại có một ít đắc ý, nàng cũng hết sức hài lòng hai vị trí này, đáng tiếc, nhất định tiện nghi đồ lưu manh này. Hai người quay lại hoàng đô, bọn họ cũng không vội chạy đi mỗi ngày lang Hàn còn có thể luyện chế thiên cơ đan, chờ sau khi trở về hắn lấy ra bán đi, tiếp đó đổi lấy càng nhiều tài liệu hơn, bắt đầu nghiên cứu chế tạo thần đan cấp 3 bích tiêu đan. Đẳng cấp đan dược càng cao, như vậy luyện ra một lọ, tiền lời tự nhiên cũng càng lớn. Chỉ là tuy đạo lý này giản đơn, lại không có mấy người làm được, đại bộ phận đan sư đều rất bình thường, cả đời chỉ có thể luyện thần đan cấp 1, cấp 2. Bởi vậy, số lượng thần đan cấp 1, cấp 2 cũng nhiều nhất, giá cũng tương đối tiện nghi, nhưng từ cấp 3 bắt đầu, giá sẽ đột nhiên để thăng một mảng lớn. Hiện tại sao, Lăng Hàn chỉ là giao học phí mà thôi. Bọn họ phí nửa tháng mới trở lại Hoàng Đô, lấy lệnh bài thân phận của Sích Thiên Học Viện đi qua cửa thành, Thủy Nhạn Ngọc về Thủy ra một chuyến, tiếp đó còn phải báo cáo học viện, nàng bước vào trung cực vị, cũng nên đổi đến trung cực bộ. Lăng Hàn thì một người quay về học viện, hắn rất điệu thấp, chỉ là hiện tại hắn là danh nhân của Sích Thiên Học Viện, thậm chí Hoàng Đô, làm sao có thể khiêm tốn được, vừa dạng sáng ngày thứ hai liền có rất nhiều người tới tìm hắn. Tỷ như Lệ Vi Vi, Lâm Do, Mã Hưng, còn có một chút là người khát vọng đánh một trận thành danh, muốn tới khiêu chiến hắn. Khiêu chiến ta, được, cho một vạn chân nguyên thạch phí suất chàng là được. Lang Hàn cười nói, trước đây không phải chỉ cần 10 khối chân nguyên thạch sao. Những người khiêu chiến này không cam lòng nói, đây cũng quá bẫy người, tại sao có thể thoáng cái tăng nhiều như vậy. Trước đây ta không nổi danh, phí suất chàng tự nhiên thấp, hiện tại bất đồng, bằng không các người cũng sẽ không xếp hàng tới khiêu chiến ta đúng hay không. Không có tiền thì đừng tới phiền ta, chuẩn bị cho tốt một vạn chân nguyên thạch, xếp hàng đăng ký, tiểu đế, người phụ trách ghi lại. Lang Hàn chỉ tu la ma đế nói, uông, tu la ma đế phụ thân ở trên người khôi lỗi lang, hết sức phối hợp học chó sủa, tôn nghiêm cái gì đó, có thể ăn sao. Tất cả mọi người thức chết, có vài người muốn trực tiếp xông lên động thủ, lại bị tu la ma đế dễ dàng chấn áp, hiện tại hắn có chiến lược đại viên mãn hậu kỳ, Học sinh trong học viện có thể chiến thắng hắn thật không có mấy người. Chết đầu gỗ, thoáng cái liền chạy nhiều ngày như vậy, trong mắt người còn có chủ nhân như ta sao? Lệ Vi Vi thập phần ngạo kiều, ôm hai tay ở trước ngực, nỗ lực nâng ngực của nàng lên. Đáng tiếc là có chút bằng, mặc dù có chút hiệu quả, nhưng còn kém nhiều lắm. Lang Hàn cười ha ha một tiếng nói, "Chúc mừng, chúc mừng, rảo bước tiến lên sơn hà cảnh." Bị ngắt lời như thế, Lệ Vi Vi nhất thời cao hứng nói, "Không chỉ như vậy, Bản tiểu thư còn luyện hóa xong toàn bộ Sơn Hà Thạch, đạt tới tiểu cực vị trung kỳ. Nhưng nàng lập tức thất lạc, bất quá vẫn không có lĩnh ngộ huyền bí chân chính của Sơn Hà cảnh. Không có việc gì, người cách tiểu cực vị đỉnh phong còn có một đoạn thời gian, chậm rãi thể ngộ, đã đứng trên Sơn Hà cảnh, quay đầu thể ngộ, độ khó sẽ thấp rất nhiều. Lăng Hàn an ủi, lệ vi vi chừng hắn nói, vậy ý của ngươi là, bản tiểu thư chậm chạp không có lĩnh ngộ, là quá ngu muốc sao? Lăng Hàn không khỏi im lặng như vậy cũng được sao? Nếu như đổi thành thủy nhạn ngọc mà nói, hắn còn có thể hống vài câu, nhưng hắn không có ý tứ cùng lệ vi vi tiến thêm một bước phát triển, vậy dĩ nhiên là kính nhi viễn chi, không có ý đi trêu chọc vị đại tiểu thư này. Được rồi, đột nhiên lệ vi vi nghiêm nghị nói, nói cho người biết một tin tức xấu, triệu luân đột phá nhật nguyệt cảnh. Nhanh như vậy, lang hàn có chút kinh ngạc, dù thiên tài như triệu luân, nhảy vào một tiểu cảnh giới cũng cần mấy thập niên, như vậy vượt qua đại cảnh giới khẳng định càng khó tại sao nhanh như vậy hắn đã đột phá đến nhật nguyệt cảnh. Này rất không hợp lý, nghe cha ta nói, hình như triệu đại tướng quân lấy được siêu cấp thần đan gì, là triệu đại tướng quân liều chết tiến nhập một di tích lấy được, làm này, triệu đại tướng quân còn bị thương nặng, ngay cả nữ hoàng đại nhân cũng bị kinh động. Lệ vi vi tấm tắc nói, lăng hàn sờ cầm, đây quả thật không phải là một tin tức tốt. Lăng hàn tạm thời buông phiền phức không vui, trước ra tay xử lý chuyện trước mắt. Hắn muốn bán số lớn thiên cơ đan, chương 1085, lại nghèo, này tự nhiên là tìm lệ vi vi, nếu như hắn cầm bán, chắc sẽ bị người ép giá ép tới thảm, ai bảo hắn không có thực lực cũng không có bối cảnh. Nhưng để cho lệ vi vi ra ngựa, ai dám lừa nữ nhi của tả tướng. Dù phải chia lợi nhuận cho lệ vi vi, cũng tuyệt đối là có lời. Lệ vi vi đã sớm nếm được ngon ngọt kiếm tiền, dĩ nhiên vỗ ngực bảo đảm, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy số lượng thiên cơ đan, thì không khỏi kinh hô. Người đánh cướp đan đạo thế gian nào sao? Thực sự là nhiều lắm, cửa hàng đan dược bình thường có khả năng ngay cả một phần trăm cũng không có. Lăng Hàn cười ha hả nói, ta tám người hai, làm sao? Lệ vi vi vui vẻ gật đầu, nàng chỉ bất quá là chạy một chuyến mà thôi, mà giá đan dược hơn giá nguyên liệu nấu ăn nhiều lắm, dù cho chỉ hai thành cũng có thể làm cho nàng kiếm một khoảng. Lăng Hàn lại hội tụ với đám người lâm do, mã hưng một lần, bọn họ còn đang ở phá hư bộ, không tăng chiến lược lên 20 tinh là tuyệt sẽ không đi trùng kích thần cảnh. Chúng nhân cũng cảm khái, đồng thời tiến vào xích thiên học viện, bọn họ gần như dậm chân tại chỗ, nhưng Lăng Hàn đã là sơn hà cảnh trung cực vị. Giữa người và người, chênh lệch lại lớn như vậy sao? Hiệu suất làm việc của lệ vi vi rất cao, vì tiền, vị đại tiểu thư này cũng thực sự liều mạng, ngắn ngủi ba ngày liền mang đến cho Lăng Hàn hơn 300 vạn chân nguyên thạch, dù chia làm 82, Lăng Hàn cũng có hơn 200 vạn. Hắn chỉ để lại một ít chân nguyên thạch tu luyện, duy trì khôi lỗi, cái khác toàn bộ đổi thành tài liệu, dùng để luyện chế bích tiêu đan. Trung cực vị luyện chế thần đan cấp 3, này có chút cật lực, nhưng Lăng Hàn có hắc tháp, căn bản không cần lo lắng vấn đề hỏa ôn, mà thần thức của hắn lại cường đại, kiên cố vượt xa trung cực vị bình thường, bởi vậy, hắn hoàn toàn có thể luyện chế thần đan cấp 3. Mới đầu, vậy dĩ nhiên toàn bộ đều là thất bại. Tài liệu cao tới hơn 200 vạn, chỉ hơn một tháng đã bị hắn tiêu xài gần chín thành, bất quá Lăng Hàn rốt cuộc thấy được ánh dạng đông, ở trong thất bại lục lọi ra manh mối. Ách, thất bại hơn mấy trăm lần nữa, không sai biệt lắm là có thể thành công a. À. Quá đốt tiền, ngay cả Lăng Hàn cũng có chút nhức nhối, bởi vì 200 vạn đổ vào căn bản không đủ, không sai biệt lắm còn phải dùng gần như thế. Thiếu tiền a, à, Lăng Hàn vào đầu, rõ ràng không lâu trước mới buôn bán lời hơn 200 vạn, sao thoáng cái lại thành nghèo rất mồng tơi a? À. Có ai coi tiền như rác để hắn hãm hại một chút hay không? Thiếu chủ, ở trước người Triệu Luân, quỳ một nữ tử xinh đẹp, nhìn kỹ, nàng cư nhiên có vài phần tương tự Thủy Nhạn Ngọc, mỹ lệ động nhân phong tình vạn trùng, chỉ là luôn cảm thấy kém một chút gì đó. Triệu Luân đang nhìn hồ nước ba động, như hàng vạn hàng nghìn kim xà loạn vũ, nhìn kỹ, ngón tay của hắn cũng có quy luật mà động theo. Hắn tu luyện một môn thượng cổ kỳ công, phải từ trong nước tham khảo, ngộ ra thiên địa quy luật. Chuyện gì, hắn thản nhiên nói, giọng nói bình thản, thần tình thong dong tựa hồ hoàn toàn loại bỏ bóng ma thua ở trong tay Lăng Hàn. Lăng Hàn và Thủy Tiểu Thư đã trở về, cô gái xinh đẹp nói, nàng gọi Dương Lạc Đan, khuôn mặt ung dung của Triệu Luân nhất thời xuất hiện gấp khúc, tay phải không khỏi siết chặt. Thua ở trong tay Lăng Hàn, dù bởi vì hắn bị hạn chế tu vi, nhưng vẫn là chỗ bẩn lớn nhất trong đời hắn. Huống chi Lăng Hàn còn cùng Thủy Nhạn Ngọc nhập đôi thám hiểm, đây càng chạm nghịch lân của hắn. Hai phế vật kia, ngay cả chút chuyện này cũng không làm được. Triệu Luân hừ một tiếng, hiện tại Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc đã trở về, tà tiêu cùng Phạm Dũng tiêu thất, hiển nhiên, bọn họ chẳng những không có thành công, còn bị Lăng Hàn làm thịt mặc dù chân tướng có chút không khớp nhưng hai người này quả thực không hoàn thành sự tình cũng quả thực đã chết triệu luân có chút không nghĩ ra hai người kia đều là đại cực vị đỉnh phong chiến lực từ hai đến ba tinh còn được ban cho hai bảo vật này cũng không có khả năng diệt lăng hàn con kiến hồi từ tiểu thế giới khai thiên mà đến kia thực sự là được thiên địa khí vận quán chú giết không chết sao lẽ nào phải là bản thiếu tự tay xuất thủ sao hắn hận hận nói phía sau có một vòng mặt trời đỏ hiện lên tuy rất nhỏ nhưng so sánh với sơn hà cảnh lại là biến hóa về chất. Hiện tại con kiến hồi từ tiểu thế giới kia nghiễm nhiên là người của cửu quận vương, có mấy người dám công khai đối phó lăng hàn. Không sợ cửu quận vương phẫn nộ sao, đừng nói triệu luân, ngay cả triệu đại tướng quân đứng ra cũng không có tác dụng. Thiếu chủ, không bằng đi ám dạ đường mười người, Dương Lạc Đan đề nghị, sắc mặt của triệu luân không khỏi căng thẳng, hừ một tiếng nói. Lớn mật, ám dạ đường là công địch của tam đại hoàng triều, triệu luân là nhi tử của đại tướng quân, nếu như truyền ra tin tức hắn cấu kết với ám dạ đường, vạn nhất để nữ hoàng đại nhân chú ý, như vậy cha xét ra hắn thậm chí có thể bị xử tử. Chi pháp phạm pháp, tội thêm một bậc, Dương Lạc Đan vội vã quỳ xuống nói, xin thiếu chủ bớt giận, triệu luân nguyên bản còn muốn mắng vài câu, nhưng thấy Dương Lạc Đan quỳ dạp dưới đất, nhổng cái mông rất tròn lên thật cao, sắc tâm không khỏi đại động. Trước khi tiến vào nhật nguyệt cảnh, triệu đại tướng quân căn bản không để hắn gần nữ sắc, chính là sợ hắn trầm mê trong đó, làm trễ nãi tu hành. Nhưng hiện tại lệnh cấm này tiêu thất, nhưng triệu luân chướng mắt mỹ nữ bình thường, trong lòng chỉ có Thủy Nhạn Ngọc. Nhưng Thủy Nhạn Ngọc lại bày ra kiên quyết gả heo gả chó cũng không lấy hắn, để hắn hết sức tức giận, mới cố ý tìm Dương Lạc Đan làm thị nữ của mình, khó tránh khỏi có dụng ý để đối phương thế thân. Nhưng Dương Lạc Đan dù sao cũng không phải Thủy Nhạn Ngọc, hắn vẫn không để được hứng thú, cho đến lúc này, bị tin tức của Lăng Hàn kích thích, lực khống chế của hắn cũng hạ xuống đáy cốc hắn đột nhiên nhào tới cởi quần áo của đối phương ra thiếu chủ người làm gì dương lạc đan la thất thanh nhưng ở chỗ sâu trong nhãn thần lại có vẻ đắc ý nàng không cam lòng làm thị nữ của triệu luân dã tâm của nàng rất lớn muốn làm thiếu phu nhân của tướng quân phủ triệu luân thẳng lưng tiến nhập thân thể của dương lạc đan điên cuồng mà chạy nước rút dương lạc đan ôm triệu luân khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười kế hoạch bước đầu tiên của nàng đã thành công thiếu chủ người thấy ý nghĩ của ta thế nào chúng ta có thể ẩn thân phận, ngược lại ám dạ đường nhận tiền không nhận người A. À. mươi 1086, âm mưu, nàng vừa thở dốc vừa nói, biết chỉ thỏa mãn sắc dục của Triệu Luân là vô dụng, chỉ sẽ trở thành công cụ phát tiết của đối phương. Lúc này Triệu Luân nào có sức phán đoán như bình thường, gật đầu lung tung nói. Chuyện này giao cho ngươi làm, nói xong, hắn tham lam hôn ngực của Dương Lạc Đan, tưởng tượng nàng thành thủy nhạn ngọc, không khỏi càng thêm kích động. Lăng Hàn đã hao tổn hết toàn bộ tài liệu, nhưng vẫn không thể nào luyện ra bích tiêu đan, hiện tại trong túi trống không, hắn không thể làm gì khác hơn là đi luyện thiên cơ đan kiếm tiền, lấy đan nuôi đan. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã qua 5 tháng. Với võ giả mà nói, 5 tháng chỉ là nháy mắt mà thôi, không khác vài ngày của người bình thường. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, một tháng đủ để cho hắn phát sinh hóa lớn cực lớn. Rốt cuộc luyện thành bích tiêu đan, hơn nữa, hắn cũng bước vào trung cực vị hậu kỳ. Đan dược thần cấp đều rất đắt đỏ chỉ là đan sư cấp 1, cấp 2 tương đối nhiều, bởi vậy, đan dược hai cấp bậc này sẽ tiện nghi một ít, nhưng từ thần đan cấp 3 bắt đầu, đắt có thể làm cho người tuyệt vọng. Nếu như nói thần đan cấp 1, cấp 2, Sơn Hà Cảnh Phổ Thông còn có thể mua mấy viên mà nói, như vậy cấp 3 hoàn toàn là chuyện khác. Thần đan cấp 3 tiện nghi nhất cũng 1.000 chân nguyên thạch khởi bước, gặp phải vài loại khó luyện chế, 2.000 khởi bước cũng không ngạc nhiên. Bích tiêu đan thuộc về thần đan cấp 3 khó luyện, tỷ số thành đan thấp, bởi vậy đan sư cấp 3 đều không thích luyện chế, tuy đan sư cấp 4 có năng lực này, nhưng loại thần đan cấp 4 nào không đắt hơn, tại sao phải luyện đan dược cấp 3? Bởi vậy, khi Lăng Hàn có thể luyện chế rất nhiều bích tiêu đan, hắn cuối cùng mở ra một tài lộ cuồn cuộn không dứt. Điều này làm cho hắn động ý nghĩ mở tiệm, trực tiếp bán đan dược cho tiệm thuốc, này tuy có thể cấp tốc thu về tiền mặt, nhưng có một bộ phận lợi ích tương đối bị tiệm thuốc phân đi, hơn nữa, tỷ lệ này còn không nhỏ. Hắn nói ý nghĩ này cho lệ vi bất quá lệ vi vi đối với mở tiệm không để bụng bởi vì nàng ghét phiền phức lăng hàn đi thương lượng với thủy nhạn ngọc thủy gia thủy trung không có thừa nhận thân phận của hắn tuy lăng hàn không để ý cái nhìn của thủy gia nhưng hắn biết thủy nhạn ngọc vẫn khát vọng gia tộc nhận đồng bởi vậy hắn nên vì đối phương suy tính một chút nếu như hắn có thể mở tiệm thuốc ngày kiếm đấu kim lấy cái này làm đồ cưới mà nói thanh âm phản đối của thủy gia nhất định sẽ nhỏ hơn rất nhiều thủy nhạn ngọc thông tuệ lập tức đoán được dụng ý của hắn tự nhiên vui vẻ đáp ứng, còn chủ động dâng nụ hôn, biểu đạt kích động trong lòng. Lăng Hàn nói làm liền làm, trong tay có tiền, ở Hoàng Đô cũng dễ làm việc, huống chi hiện tại hắn cũng có địa vị tương đối, người nào không biết sau lưng của hắn là cửu quận vương. Sau khi chọn vị trí tốt, chính là lắp đặt thiết bị, thông báo tuyển dụng nhân thủ. Nhưng lúc này, Lăng Hàn cũng gặp vấn đề, không ai nhận lời mời, hắn phí chút chắc trở mới nghe được, nguyên lai là hai vị thế gia tử triệu luân, sang nguyên liên thủ ra lệnh, cấm bất luận kẻ nào chạy đi chỗ hắn làm việc đây chính là hậu đại của hai vị đại tướng quân bọn họ nói ai dám coi như gió bên tai lăng hàn người quả thực được cửu quận vương sủng ái nhưng chỉ là vài phục vụ chẳng lẽ cửu quận vương còn có thể quan tâm sao bởi vậy tuy lăng hàn ra đãi ngộ rất cao nhưng vẫn không có người nào dám đến làm việc lăng hàn nghĩ nghĩ đơn giản nhận người ở trong học viện lúc này hắn mở ra điều kiện cao hơn làm việc ở trong điếm của hắn từng tháng đều có thể đạt được số lượng thần đan không đều. Cấp 1, 10 viên, cấp 2, 5 viên, cấp 3, 1 viên. Bởi vậy, người đáp ứng tập hợp, chủ yếu là vì thần đan cấp 3 mà đến, đừng nhìn một tháng chỉ có một viên, nhưng đồ chơi này cơ bản thuộc về có cầu không có cung, đều bị các đại tộc lúng đoạn, cung ứng người nhà cũng không đủ, đâu thể nào lấy ra bán. Đan dược điếm không phải không có, nhưng từng tháng chỉ bán ra mấy viên ít ỏi, vừa tung ra liền bị cướp sạch. Lăng Hàn nhìn danh sách, trực tiếp thuê 10 người, chia làm hai ban. Kể từ đó, tiệm thuốc thuận lợi mở ra, mặc dù bán đan dược chỉ hai ba loại, nhưng đầu năm nay trong tay có đan dược còn sợ bán không ra sao. Nhất là bích tiêu đan, dù cho ít giá 2.000 một viên vẫn bị tranh mua như cũ, để Lăng Hàn phải cải biến phương pháp tiêu thụ, mỗi ngày hạn cung 5 viên, một người hạn mua một viên. Không có biện pháp, thời gian luyện chế đan dược đặt ở đó, bích tiêu đan một ngày chỉ có thể luyện một lò, một lò 10 viên, mà Lăng Hàn cơ bản hai ngày mới luyện một lò. Bất quá, ở trong quá trình luyện đan, Lăng Hàn cũng có lĩnh ngộ, trong cơ thể hắn có ma lực, không cần lo lắng tích lũy nguyên lực, thiếu là lĩnh ngộ đối với thiên địa quy tắc. Luyện đan chính là một quá trình lĩnh ngộ, bởi vì dược liệu hấp thu thiên địa linh khí mà lớn lên, quá trình luyện đan chính là đan thần văn vào trong đó, đó là thể hiện của thiên địa quy tắc. Luyện chế đan dược càng nhiều, Lăng Hàn thể ngộ thiên địa quy tắc càng sâu. Cái gọi là thiên hạ vạn pháp, trăm sông đổ về một biển, nguyên lai là đạo lý này. Lăng Hàn gật đầu, nhưng luyện đan chỉ có thể đề thăng cảm mộ cảnh giới, vô kỳ bí pháp gì đó, còn cần tự mình đi tu luyện. Bởi vậy, trừ luyện đan, Lang Hàn đặt toàn bộ tinh lực ở khoái tự kiếm quyết. Môn kiếm pháp này chính là kiếm thánh sáng chế, hơn nữa còn có danh xưng vô địch, tuyệt đối là bí thuật cao cấp nhất thần giới, hắn có thể tu luyện, vậy dĩ nhiên không thể lãng phí cơ hội. Luân ca, ta tìm được một tử sĩ, trong phủ triệu đại tướng quân, Dương Lạc Đan ôi y ở trong lòng triệu luân đó là ám giả dạ đường cung cấp, Sơn Hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong, nhưng cho dù là cường giả nhật nguyệt cảnh đỉnh phong cũng chỉ cho rằng hắn là Sơn Hà cảnh trung cực vị. Hơn nữa, hắn còn tu luyện một môn bí thuật, một khi kích phát, chiến lực có thể nhảy vào chuẩn nhật nguyệt cảnh, nhưng chỉ có nửa canh giờ sinh mệnh. Để hắn đi khiêu chiến Lăng Hàn, giết chết Lăng Hàn, hắn cũng rất nhanh chết đi, sẽ không tiết lộ một chút xíu bí mật. Dương Lạc Đan lộ ra dáng tươi cười nguy hiểm, nàng có tâm làm thiếu phu nhân của tướng quân phủ, dĩ nhiên phải diệt Lăng Hàn, bằng không sỉ nhục của Triệu Luân cũng là của nàng. Triệu Luân trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nói, ngươi không có để lại cái đuôi gì chứ, chương 1087, ứng chiến, không có, ta lấy tam trọng dịch dung thuật cải biến dung mạo và khí tức, người của ám dạ đường căn bản không có khả năng biết thân phận của ta. Dương Lạc đan lời thề son sắt nói, tốt, vậy để hắn đi khiêu chiến lăng hàn A, Triệu Luân gật đầu, bằng không ở trong hoàng đô mà nói, muốn giết lăng hàn quá khó khăn, ngay cả ám dạ đường cũng tìm không được cơ hội. Bất quá, ám dạ đường ra giá 30 vạn chân nguyên thạch. Dương Lạc Đan có chút trần chờ nói, 30 vạn, cho dù là triệu luân cũng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng hắn lập tức khắc chế nói. Đáp ứng bọn họ, hư, chỉ cần có thể giết dân đen kia, hoa 30 vạn thì như thế nào? Hơn nữa, tất nhiên sẽ có đánh cuộc, chúng ta mua lăng hàn chết, còn có thể kiếm tiền về. Luân ca thực sự là thông minh, Dương Lạc Đan lấy lòng nói, một tay đưa tới khiêu khích triệu luân triệu luân nhất thời bị vén thẳng một tay ấn tới dương lạc đan áp lên liền ba 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 mới mẻ qua đi chỉ có dùng loại tư thế này mới có thể kích thích hứng thú của hắn vì nữ nhân này trung quy không phải thủy nhạn ngọc chỉ có nhìn từ phía sau lưng nàng mới có vài phần vị đạo của thủy nhạn ngọc ngay mặt mà nói tranh lệch quá xa dương lạc đan thì lộ ra biểu tình âm trầm nàng sao không biết tâm tư của triệu luân nhưng triệu luân càng không biết lúc nàng đi ám dạ đường cố ý trang phục thành dáng dấp của Thủy Nhạn Ngọc, lấy hai người tương tự, hơn nữa nàng tận lực mô phỏng, bị nghĩ lầm là Thủy Nhạn Ngọc có khả năng rất lớn. lang Hàn chết, vạn nhất cha được tới ám dạ đường, tội danh cũng có Thủy Nhạn Ngọc đến gánh chịu, vừa lúc nhất tiễn xong điêu. Nàng mới không muốn làm thế thân nha, gần đây, Hoàng Đô xuất hiện một mãnh nhân, người này gọi ngô tư nhân, vẻn vẹn chỉ là Sơn Hà Cảnh Trung cực vị, nhưng ở thiết huyết chàng liên thắng 19 chàng, kinh động toàn bộ Hoàng Đô có thể ở thiết huyết chàng thủ thắng cái này cũng không ngạc nhiên nhưng thắng liên tiếp ba chàng đã rất khó rất khó bởi vì một khi đạt đến ba thắng liên tiếp phương diện thiết huyết chàng sẽ phái ra cao thủ ngắm bắn trăm phương nghìn kế ngăn cản xu thế thắng liên tiếp ai cũng không thể ngoại lệ ngay cả triệu luân sa nguyên ở thiết huyết chàng kịch chiến cũng không được quan tâm hơn nữa chiến đấu ở trong thiết huyết chàng phải tự chịu sinh tử vô cùng có khả năng bị thương nặng thậm chí tử vong cũng không phải là không có không sai biệt lắm 10 năm mới có thể xuất hiện một mãnh nhân 10 tháng liên tiếp, trăm năm mới có thể ra một 15 tháng liên tiếp, nghìn năm mới ra một 20 tháng liên tiếp. Ngô tư nhân này cư nhiên có thể liên thắng 19 tràng, tự nhiên dẫn phát đại oanh động. Mà đúng lúc này, ngô tư nhân cư nhiên phát ra khiêu chiến, mời lăng hàn tới thiết huyết tràng đánh một trận, làm đá kê chân để hắn 20 tháng liên tiếp. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hoàng đô đều chú ý. Lăng hàn cũng đánh một trận thành danh, miểu sát bạch nguyên tư, cùng giai đánh một trận quất ngược Triệu Luân, nghiễm nhiên đã vượt qua Triệu Luân, trở thành vương giả trong thế hệ trẻ. Ngô Tư Nhân có thể khiêu chiến địa vị của Lăng Hàn sao? Chiến chưa lên, đánh cuộc đã đi đầu, các sòng bạc đã mở, đồng dạng không có trực tiếp mua ai thắng, mà là hai người có thể ở trong mấy chiêu đánh bại đối thủ. Bởi vì có cường giả đánh giá, thực lực của Ngô Tư Nhân tuyệt không kém Lăng Hàn, bởi vậy, các loại tỷ số cũng tương đối kinh người. Tỷ như Lăng Hàn có thể ở trong 10 chiêu diệt Ngô Tư Nhân hay Ngô Tư Nhân có thể ở trong 10 chiêu diệt Lăng Hàn, phân biệt là một bồi 3, một bồi 4, nhưng một bồi 100 như trước đã không có. Dù sao Lăng Hàn không còn là hạng người không có tiếng tăm gì, mà Ngô Tư Nhân cũng cho thấy thực lực cường đại, ai cũng không yếu. Phương diện thiết huyết chàng cũng rất tích cực, chủ động mở ra điều kiện, chỉ cần Lăng Hàn ứng chiến, liền cho hắn hai vạn chân nguyên thạch phí xuất chàng, mà nếu hắn có thể thủ thắng mà nói, cho 10 vạn nữa làm ban thưởng. Lăng Hàn không khỏi động tâm, hắn tính toán, hiện tại hắn bình quân hai ngày luyện một lò bích tiêu đan, một lần 10 viên, án 2.000 một viên bán, ngày nào cũng thu nhập một vạn chân nguyên thạch, nhưng đánh nhau một trận mà nói, phí suất chàng gấp bội, huống chi còn có thể thắng thêm 10 vạn. Đánh, chớ nhìn hiện tại mỗi ngày hắn đều như đang rượt tiền, nhưng thuê cửa hàng không cần tiền sao. Đây chính là hoàng đô, tấp đất tắc vàng. Hơn nữa, nếu kết phường mở tiệm với Thủy Nhạn Ngọc, dĩ nhiên cũng phải cho nàng một bộ phận tiền lời chủ yếu là cầm cho thủy gia nhìn, hơn nữa hắn còn muốn học đan phương cuối cùng, Thái Huyền Thanh Minh Đan, thần đan cấp 4, đây là một chi tiêu to lớn, nếu không phải hiện tại hắn ngày kiếm đấu kim thì căn bản là một huyễn tưởng. Bồi dưỡng một gã đan sư, đốt tiền có thể nghĩ. Bất quá, bởi vì chưa quen thuộc mô tư nhân, hắn cũng không biết thực lực của đối phương ra sao, có thể ở trong mấy chiêu đánh bại đối phương, nên lần này hắn không đặt cược. Thắng, hắn tự tin nhưng bao nhiêu chiêu có thể thủ thắng, hắn không nắm chắc. Hắn cũng không muốn lộ ra bí mật khoái tự kiếm quyết. Khi tin tức hắn gật đầu ứng chiến truyền ra, Hoàng Đô tự nhiên là xô trào, người người đều tranh đi mua vê, một vé khó cầu A. À. Có người nói là thiết huyết chàng cố ý không bán, muốn từ từ nâng giá cả, kiếm lại chút tiền A. À. Nói ngắn lại, Lăng Hàn và Ngô Tư Nhân đánh một trận đã không phải là một quyết chiến đơn giản như vậy, mà là một hồi thịnh yến võ đạo giới của Hoàng Đô có thể mang đến lợi ích rất lớn. Chết đầu gỗ, lần này bản tiểu thư mua cái gì? Lệ vi vi lập tức chạy tới. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng nói. Ngươi thật đúng là ăn nghiện ngon ngọt, lại muốn đánh cuộc. Lần trước ngươi thắng nhiều như vậy, người ta không coi ngươi là khách nhân không được hoan nghênh sao? Thiết, bản tiểu thư tự mình đi đặt, bọn họ dám không thu sao? Lệ vi vi ngạo kiều nói, tiếp đó lập tức xoay chuyển. Tới cùng mua cái nào? Không biết, Lăng Hàn lắc đầu, ta không quen thuộc người nọ, làm sao có thể biết? Trước đây ngươi không phải lời thề son sắt nói, cùng dai đánh một trận, không có ngươi không thắng được sao? Lệ Vi Vi không cam lòng nói. lang Hàn gật đầu, trận chiến này, ta tự tin tất thắng, nhưng có thể ở trong mấy chiêu thắng lợi, ta lại không có nắm chắc. Dĩ nhiên, này là loại bỏ khoái từ kiếm quyết cùng tiến thức trung cực, bằng không hắn có ít nhất chín thành nắm chặt có thể một chiêu chiến thắng. Trường 1088, môi thương lưỡi tiến thượng. Hừ, không thú vị, lệ vi vi lắc đầu, Lần này trong tỷ số bồi cũng không có áp ai thắng Trong lòng lang hàn khẽ động nói Ngươi có điều tra qua ngô tư nhân này chưa Lệ vi vi vỗ hai tay nói Ngươi chờ Bản tiểu thư đi điều tra một chút Hắc hắc Có cảm động hay không Ngay cả tả tướng chi nữ cũng bị ngươi sai đến sai đi Cảm động Quá cảm động Lang hàn cười nói Lúc này lệ vi vi mới thỏa mãn rời đi Hiệu suất làm việc của nàng rất cao Ân Phải nói là hiệu suất làm việc của tả tướng phủ rất cao Ba ngày sau liền có kết quả mà cách lang hàn và ngô tư nhân quyết chiến chỉ còn một ngày. Đầu gỗ, tất cả đầu mối đều chỉ hướng ám dạ đường. Lệ Vi Vi nghiêm túc nói, hiện tại có 78 phần 10 nắm chặt, tên kia là sát thủ của ám dạ đường. Ha ha, rốt cục lại động thủ, lang hàn kỳ quái, Chu Cao Dương và ân Nguyên Hương đã chết hơn nửa năm, vì sao ám dạ đường còn không có động tính, nguyên lai lần này bọn họ nghĩ ra chủ ý như thế. Cư nhiên đến rõ ràng, đầu gỗ, chúng ta không nên đánh, ta lập tức giao tư liệu cho hình bộ, để bọn họ tra rõ ngô tư nhân kia. Lệ vi vi lộ ra một tia sát khí, dám giết người của nàng, lớn mật. Lăng Hàn có chút kinh ngạc, lúc này lệ vi vi cuối cùng lộ ra khí phách nên có của người thừa kế siêu cấp môn phiệt, hắn nguyên tưởng rằng vị này là tiểu thư chua ngoa không biết cái gì chứ. Không, hắn lắc đầu, thứ nhất, đương nhiên là đáp ứng rồi, sẽ không có đạo lý đổi ý. Thứ hai, có thể kiếm 12 vạn, vì sao không kiếm. Thứ ba, ám dạ đường 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 chính chính xuất khích ta làm sao cũng phải ứng chiến. Thối đầu gỗ, người suy nghĩ cái gì a à, thật tham tiền. Lệ vi vi buồn bực, theo nàng, người ta trăm phương ngàn kế, an bài một người như thế tới khiêu chiến, vậy khẳng định là nguy hiểm không gì sánh được. Tại sao phải mạo hiểm chứ? Đây là nam nhân sao? Lệ vi vi len lén ngắm nhìn lăng hàn, lại có một loại chuột dạ, có chút lo lắng bị lăng hàn trộm mất tim. Yên tâm, ta sẽ không chết, nếu ám dạ đường muốn giết ta, vậy hãy để cho bọn họ trả giá đi. Lăng Hàn cười nói, muốn bồi dưỡng được một sơn hà cảnh không phải sự tình đơn giản, ám dạ đường đã chết ba cái, lại bồi một cái đi vào mà nói, bọn họ nhất định sẽ đau lòng không gì sánh được. Ai bảo các người muốn giết ta làm chi? Một ngày đi qua, đã đến ngày Lăng Hàn và Ngô Tư Nhân quyết chiến. Đây là chiến đấu ở thiết huyết tràng, bởi vậy, đi lên chiến trường này phải sinh tử tự phụ. Trong chiến đấu ai cũng không cần thủ hạ lưu tình, giết chết đối thủ cũng không cần gánh vác hậu quả gì. Ngày nay, trong thiết huyết tràng kín người hết chỗ, thậm chí không ít người không có chỗ ngồi, mỗi một người đều đứng, nhón chân xem. Nguyên bản thiết huyết tràng không có vé đứng, nhưng ai bảo chiến đấu lần này quá hấp dẫn, dù cho vé vào cửa đã cao đến 50 chân nguyên thạch một tấm, nhưng vẫn có thật nhiều người đoạt mua. Thủy Nhạn Ngọc theo Lăng Hàn tới, khi bọn hắn tiến nhập thiết huyết tràng, nàng không khỏi hoảng sợ, tại sao nhiều người như vậy? Nàng không phải không có tới thiết huyết tràng quan khán qua nhưng bây giờ ở đây quả thực ngay cả kim cũng chen vào không lọt, chen lấn muốn mạng người. Hoàn hảo, bởi vì Lăng Hàn là một phương quyết đấu, phương diện thiết huyết chàng đã sớm chờ hắn, lập tức an bài cho hắn thông đạo riêng biệt, để hai người có thể thuận lợi tiến nhập sân bãi. Lăng Hàn còn có thể nghỉ ngơi một chút, cách quyết đấu còn có chút thời gian. Ngô tư nhân kia thực sự là sát thủ của ám dạ đường. Thủy Nhạn Ngọc vừa mới từ trong miệng Lăng Hàn biết được tin tức này. Lăng Hàn gật đầu, 89 phần 10. Thủy Nhạn Ngọc hơi nhíu mày liễu nói: Ám Dạ Đường đã trước sau phái ra hai sáu người, ba sát thủ đến đây ám sát ngươi, mà ngay cả Chu Cao Dương, Ân Nguyên Hương cũng thất bại, bọn họ đều là tồn tại sơn hà cảnh đại viên mãn a. Tuy không phải ngươi ra tay, nhưng chính bởi vì Ám Dạ Đường không biết, nên nhất định sẽ đánh giá cao chiến lực của ngươi. Hiện tại để Ngô Tư Nhân tới khiêu chiến, thực lực tất nhiên còn trên hai người Chu, Ân. Nàng phân tích rất có đạo lý, người của Ám Dạ Đường đều là sát thủ, không phải ngu mốc. Làm sao sau khi biết thực lực của Lăng Hàn còn phái người đến tặng đầu? Lăng Hàn gật đầu nói, ta cũng tò mò, rõ ràng cảnh giới sắp xỉ ta, lại có thể bộc phát ra chiến lược gì? Người lại vì hiếu kỳ mà không nhìn nguy hiểm, Thủy Nhạn Ngọc sắp tức chết, người đàn ông này có vì nàng cân nhắc qua chưa, biết nàng lo lắng bao nhiêu sao? Yên tâm, ta tuyệt đối không có việc gì, Lăng Hàn nhẹ nhàng ôm Thủy Nhạn Ngọc, khó được, chỉ là ôm một cái, không có động tác dư thừa. Thủy Nhạn Ngọc cũng chỉ nhẹ nhàng thở dài chỉnh sửa lại quần áo cho lăng hàn nói cẩn thận ân lăng hàn nghiêm mặt nói một câu tiếp theo liền không đứng đắn ngươi về nhà tắm rửa sạch sẽ chờ vi phu đến sủng hạnh ngươi đi lúc này thủy nhạn ngọc không có giận chỉ tựa ở trong ngực của hắn nói đồ lưu manh ta biết ngươi rất lợi hại viễn siêu cùng thế hệ nhưng thế giới quá lớn chuyện gì cũng có thể phát sinh ngươi trăm triệu lần không thể khinh thường ừ lăng hàn vỗ nhẹ nhẹ vai thơm của nàng đầu gỗ ngươi nên ra Di, lệ vi vi phong phong hỏa hỏa chạy vào, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy màn này, liền vội vàng che hai mắt nói. Ai nha, sẽ đau mắt hột, đau mắt hột gì chứ, nói lung tung. Lăng Hàn cười cười, rồi nhẹ giọng nói với Thủy Nhạn Ngọc. Ta ra ngoài, ta chờ ngươi, Thủy Nhạn Ngọc chỉ cho hắn ba chữ. Lăng Hàn gật đầu, sái bước đi ra ngoài. Thủy tỷ tỷ, ngươi thật thích khúc gỗ này. Lệ vi vi chạy tới, nhỏ giọng hỏi. Mặc dù Thủy Nhạn Ngọc có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn gật đầu. Lệ vi vi nhe răng, không nghĩ tới mình làm loạn, cư nhiên thúc đẩy lăng hàn và thủy nhạn ngọc. Nàng có chút bận tâm nói, chỉ là tên kia là quân chủ của một tiểu thế giới, tuy nghe không tệ, nhưng không có một chút xíu bối cảnh, người nhà tỷ sẽ đồng ý sao. Thủy nhạn ngọc cũng có chút nhức đầu, thiên phú của lăng hàn thật không ai phản đối, thời gian tới tất thành nhất phương bá chủ, nhưng vấn đề là, thủy gia có thể chờ lâu như vậy sao? Phải biết rằng, triệu luân sẽ tuyệt không từ bỏ ý đồ, một ngày hắn mất đi kiên trì, xé rách ra mặt cưỡng ép, thủy ra sẽ tuyển trẻ thế nào. Đi một bước, tính một bước đi, nàng bất đắc dĩ nói, chương 1089, môi thương lưới tiến hạ. Lệ vi vi kéo nàng nói, đi ra xem, xem đầu gỗ làm sao treo đánh mô tư nhân kia. Hai nàng cũng đi ra ngoài, các nàng và lăng hàn tự nhiên không phải một đường, mà đi tới đài quý khách của thiết huyết chàng, lấy chiêu bài của tả tướng, vị trí này tầm nhìn dĩ nhiên vô cùng tốt, chính là vị trí tốt nhất toàn trường. Sao chính là, trên quý khách đài còn có mấy người. Triệu Luân, Sa Nguyên, Nhạn Ngọc, đã lâu không gặp, Triệu Luân nói, vẫn phong thần như ngọc, trên mặt mang nụ cười mê người, càng bởi vì bước vào Nhật Nguyệt cảnh, tỏa ra khí thế cường đại, để hắn giống như một chân thần, làm người ngưỡng vọng, cúng bái. Nhật Nguyệt cảnh chưa tới nghìn tuổi, dù cho đặt ở loạn tinh hoàng triều cũng rất giỏi, lấy tư liệu hiện nay, chỉ có tự nhiên ở 30 vạn năm trước mới có thể ổn áp hắn. Triệu Luân có đầy đủ tư bản tự ngạo Thủy nhạn ngọc lộ ra ghét chán vẻ, nhưng vẫn cúi người nói. Gặp qua Triệu thế tử, triệu luân là con trai độc nhất của triệu đại tướng quân, bản thân là nhật nguyệt cảnh, được nữ hoàng bệ hạ sắc phong, ghi danh trên đồ đằng, bởi vậy phàm phu tục tử nhìn thấy hắn phải hành lễ, này là quy củ. Trong lòng triệu luân buồn bực, thủy nhạn ngọc càng khách khí với hắn, thì càng cự hắn ngoài ngàn dặm. Hắn mạnh mẽ đè xuống tâm tình trong lòng nói, hôm nay đánh một trận, nhạn ngọc nghĩ ai sẽ thắng. Không đợi thủy nhạn ngọc trả lời, hắn lên giọng, bản thiếu nghĩ là ngô tư nhân, còn cực 10 vạn chân nguyên thạch ở trên người hắn, đánh cuộc hắn có thể ở trong người chiêu giết chết lăng hàn. Nha, Triệu Luân, người cư nhiên có lòng tin như vậy. Sa Nguyên cười nói, Triệu Luân tự ngạo cười, hắn nguyên bản còn muốn áp nhiều một chút, nhưng sau khi trả cho ám dạ đường một số tiền lớn, kỳ thực trong túi hắn cũng ngượng ngùng, 10 vạn này là mượn những người đi theo hắn A. À. Nói là mượn, kỳ thực cùng vơ vét tài sản không sai biệt lắm, để hắn cũng có chút buồn bực, đường đường con trai độc nhất của triệu đại tướng quân, cư nhiên túng quẫn đến nông nỗi bóc lột thủ hạ, bảo hắn làm sao chịu nổi. Hoàn hảo, hắn tin tưởng mình tất thắng, rất nhanh thì sẽ trả hết nợ. Tự nhiên, Lăng Hàn bất quá là con kiến hồi từ tiểu thế giới đến, có thể có nội tình tuyệt chiêu gì, tự nhiên không thể nào là đối thủ của ngô tư nhân. Triệu Luân nói, lời này vừa ra khỏi miệng, người phụ cận đều lộ ra nụ cười cổ quái. Triệu Luân, có phải ngươi đã quên hay không, hơn nửa năm trước ngươi còn bị lăng hàn đánh cho một trận, vết thương trên mặt lành, liền quên là bị ai đánh sao. Lệ vi vi không chút lưu tình nói, ở đây chỉ có số ít mấy người dám ở trước mặt trào phúng Triệu Luân, nàng chính là một cái trong số đó. Triệu Luân không khỏi siết nắm đấm, trên trán có gân xanh nhảy lên, tràn đầy khí thức cuồng bạo không gì sánh được, hóa thành đau thương bóng tiễn, này đủ để miểu sát bất kỳ một sơn hà cảnh nào. Ha ha, đó là bởi vì Luân ca bị phong chế tu vi, vốn là không công bình. Dương Lạc Đan chen lời nói, mọi người cùng là thế hệ trẻ, con kiến hôi kia rõ ràng tu vi không bằng, lại kéo cảnh giới của Luân Ca xuống, điều này để Luân Ca làm sao có thể phát huy ra chiến lực tương ứng. Nếu để con kiến hôi kia đạt đến cảnh giới như Luân Ca, hắn nhất định chết chắc. Huống chi, hiện tại Luân Ca đã bước vào nhật nguyệt cảnh, nhật nguyệt cảnh không đủ nghìn tuổi ở trong lịch sử của bản triều cũng hiếm thấy, có thể nói là đệ nhất nhân trong 10 vạn năm qua. Mặc dù Dương Lạc Đan là nịnh bợ triệu Luân, nhưng phần lớn là có đạo lý, Nhật nguyệt cảnh trẻ tuổi như Triệu Luân, Cổ Kim hiếm thấy. Tuy trong này không thể thiếu thủ bút của Triệu Đại tướng quân, thậm chí vì chuyện này mà trọng thương, mới có cảnh giới của hắn bây giờ, cái gọi là trọng thương cũng không phải ăn mấy viên thuốc tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể tốt, mà cần mấy trăm mấy nghìn năm chậm rãi điều dưỡng. Trọng yếu nhất còn là thiên phú của Triệu Luân đủ như bức, bằng không Hoàng đô không phải có lục đại tướng, Tả Hữu tướng sao, nhưng ai bồi dưỡng ra được tử nữ có thể so sánh với Triệu Luân. Triệu Luân nhất thời bình tĩnh trở lại, đúng a, à? thực lực của hắn vẫn nghiền ép lăng hàn, hà tất để con kiến hôi kia ở trong lòng. Phó đạo giới không có công bình đáng nói, thực lực mới là vương đạo. Nhạn ngọc, sau ngày hôm nay, bản thiếu sẽ đi thủy ra cầu hôn. Triệu Luân nhàn nhạt nói, hắn đã cho thủy nhạn ngọc quá nhiều tự do, mà hắn đã nhảy vào nhật nguyệt cảnh, cũng nên hoàn thành tâm nguyện. Triệu Thế Tử, người chớ quên, ta sớm đã là người của lăng gia. Liệt nữ không cưới hai phu, còn xin Triệu Thế Tử không nên tới quấy giày ta. Thủy Nhạn Ngọc lạnh lùng nói, Triệu Luân cười lạnh nói, thủ một người chết, như vậy có ý nghĩa gì? Đi, không cần để ý tới hắn. Lệ Vi Vi kéo Thủy Nhạn Ngọc đến địa phương xa hơn một chút ngồi xuống. "Luân ca, chúng ta cũng ngồi xuống đi." Dương Lạc Đan cũng đi kéo Triệu Luân. Triệu Luân hừ một tiếng, vung tay, không để ý đến Dương Lạc Đan, đại đao kim đao ngồi xuống. Dương Lạc Đan đòi cái mất mặt, trong lòng không khỏi đố kỵ. Nàng biết, nếu thay đổi Thủy Nhạn Ngọc nói Triệu Luân nhất định sẽ phí hết tâm tư lấy lòng, đâu thể nào mặt lạnh. Trong lòng nàng tức giận, nhưng không biểu hiện ra ngoài chút nào. Chỉ cần Lăng Hàn chết, như vậy tất cả đầu mối chỉ hướng Thủy Nhạn Ngọc, nhìn nàng làm sao tránh thoát một kiếp này. Phải biết, Cử Quận Vương và Lăng Hàn có quan hệ không bình thường, ngay cả Thủy gia cũng không có khả năng giữ được Thủy Nhạn Ngọc. Trong chàng, Lăng Hàn và Ngô Tư Nhân đều đã chuẩn bị hoàn tất. Ngô Tư Nhân nhìn qua phổ thông không gì sánh được, khoảng 30 tuổi, thân thể không cao, tóc rối bời, hai mắt có chút vô thần, nếu không tận mắt thấy hắn phát huy, ai có thể tin tưởng đây là một siêu cấp thiên tài có thể nghiền ép cùng thế hệ. Hắn chỉ có tu vi trung cực vị hậu kỳ, nhưng trong đối thủ chiến thắng không ngờ có cường giả đại cực vị đỉnh phong, chiến lực bay tới ngũ tinh. Đây thật quá kinh người, phải biết ngay cả thất đại tướng, tà hiếu tướng cũng chỉ là thiên tài tứ tinh, muốn tới ngũ tinh phải mượn quốc thế trợ giúp, nhưng người này lại hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình đạt tới chiến lực ngũ tinh. Mấy ngày nay hắn đã được rất nhiều thế lực mời chào, trình độ truy phủng tuyệt không thua Lăng Hàn, chỉ là hắn vẫn không có tỏ thái độ qua. Mời, Lăng Hàn vươn tay, chương 1090, đột nhiên đề thăng. Ngô Tư nhân lộ ra vẻ tuyệt nhiên, hắn đã nhận được mệnh lệnh, phải ở trong vòng 10 chiêu giết chết người trước mặt này. Mà này cũng ý nghĩa, hắn phải bỏ ra tính mệnh làm cái giá. Mời, hắn phát sinh thanh âm khàn khàn, hắn xoay cổ, ba ba ba, cốt cách cả người rung động, vóc người của hắn thoáng cái phồng lớn lên vài phần, hơn nữa vẫn còn tiếp tục bành trướng, cả người có một đạo hắc khí tuôn ra. Tướng mạo của hắn vốn phổ thông, nhưng bây giờ thay đổi giữ tận dọa người, phảng phất trụy nhập ma đạo. Oanh, khí tức của hắn thoáng cái tiêu tăng lên, trước còn là trung cực vị hậu kỳ, hiện tại cấp tốc đột phá đại cực vị, đại viên mãn, thậm chí còn đang điên cuồng đề thăng. Điều này sao có thể? Hắn không phải trung cực vị sao, sao thoáng cái liền bước vào đại viên mãn? Lâm trận đột phá cũng không có khoa trương như vậy. Hơn nữa, thật đột phá mà nói, phải có thiên kiếp phủ xuống. T. Bí pháp gì có thể cho người thoáng cái bước qua hai tiểu cảnh giới, chỉ ít cửu tinh. Không chỉ cửu tinh, bây giờ khí thức của hắn mạnh không phải đại viên mãn đỉnh phong đơn giản như vậy, mà tiến quân về chuẩn nhật nguyệt cảnh. Thập tinh, thậm chí người một tinh, không có khả năng, tuyệt đối không có thể. Thiên tài ngũ tinh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thiên tài lục tinh càng chưa bao giờ nghe qua, làm sao có thể xuất hiện thiên tài thập tinh, 11 tinh. Ha ha, thiên tài lục tinh cũng không phải không có. Lúc lão phu còn trẻ từng qua chiến trường hai giới ma luyện, gặp qua một thiên tài lục tinh, thậm chí còn nghe nói có thiên tài thất tinh tồn tại. Chúng ta ở đây không có, là bởi vì trình tự võ đạo của hợp ninh tinh chỉ giới hạn ở tinh thần cảnh mà thôi. Không không không, người này tuyệt không phải thiên tài thập tinh gì, mà tu vi nguyên bản chính là đại viên mãn đỉnh phong, chỉ là dùng bí pháp nào đó cải biến khí tức, hiện tại lại dùng một loại bí pháp khác mạnh mẽ để thăng chiến lực. Trên khán đài, có một nơi ngồi mười mấy nhật nguyệt cảnh, bọn họ thảo luận nói. Một lão giả vẫn không nói một lời, nhưng đột nhiên, hắn lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh được, bật thốt lên. Ma khí, an lão, cái gì ma khí? Nhật nguyệt cảnh khác đều hỏi, có vẻ rất tôn kính lão giả này. Lão giả này họ an, chính là tồn tại nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, dù cho ở Hoàng Đô cũng là cường giả đỉnh cấp, ở trên hắn chỉ có thất đại tướng, Tả hữu tướng, cửu vương cùng loạn tinh nữ hoàng mà thôi. Mặt khác, vị an lão này tuổi tác khá lớn, lúc còn trẻ đi đây đi đó, từng rời hợp Ninh Tinh, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Các ngươi nên biết, trừ thần giới, còn có một minh giới a. An lão không có trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại. Tất cả mọi người gật đầu, bọn họ quả thực nghe nói qua, trên những tinh cầu khác có giao điểm hai giới bạc nhược, tạo thành một lối đi, ở nơi đó, cường giả thần giới và minh giới chém giết, thập phần tàn khốc hợp ninh tinh có đại vận khí, không có chiến trường hai giới, bằng không nào có tam đại hoàng triều trường kỳ rằng co, toàn bộ lực lượng phải hao ở đối kháng minh giới xâm lấn. Người này phát ra khí thể hắc sắc, là ma khí, an lão như đinh đóng cột nói, lúc lão phu còn trẻ từng trải qua chiến trường hai giới, giao thủ với võ giải minh giới rất nhiều lần, đối với ma khí là không thể quen thuộc hơn nữa. Cái gì, người nọ là võ giải của minh giới, tất cả mọi người kinh hô, đây thật là không được, nếu như ở đây xuất hiện một võ giả của minh giới vậy có phải hợp ninh tinh có khả năng tồn thông đạo hai giới hay không không người này chắc là người của thần giới nhưng ở trong người phong ấn ma khí cổ quái lúc lão phu còn ở chiến trường hai giới bình thường cũng thấy có người nghiên cứu ma khí nhưng nếu hấp thu ma khí vào trong cơ thể mà nói chỉ có thể làm nổ thân thể bởi vì quy tắc của minh giới và thần giới hoàn toàn bất đồng đối lập lẫn nhau căn bản không có khả năng cùng tồn tại an lão kinh ngạc nói vậy có phải nên bỏ giờ chiến đấu hay không có người hỏi nhưng lập tức có người lắc đầu nói thiết huyết chàng vì truy cầu công bình chiến đấu bắt đầu sẽ phong tỏa chiến trường ngay cả nhật nguyệt cảnh đỉnh phong muốn đánh vào cũng phải mất một lúc trừ khi có cường giả tinh thần cảnh xuất hiện nhưng sơn hà cảnh chiến đấu làm sao có thể hấp dẫn cường giả tinh thần cảnh đến chứ phải rồi an lão vỗ tay một cái chợt đứng lên tuy lão phu không biết làm sao làm được nhưng nhất định là lợi dụng ma khí xung đột với bản thân mạnh mẽ tăng chiến lực lên nhưng cái giá tất nhiên không nhỏ tất cả mọi người gật đầu đừng nhìn sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong cách nhật nguyệt cảnh chỉ thiếu chút nữa nhưng bước này xa xôi không gì sánh được chuẩn nhật nguyệt cảnh chiến lược vô hạn tới gần nhật nguyệt cảnh nhưng cảnh giới này chỉ tồn tại ở trong lý luận có cường giả thôi chắc ít nhất phải thiên tài thất tinh mới có thể ở đại viên mãn đỉnh phong đạt chiến lược tới gần chuẩn nhật nguyệt cảnh nhưng thiên tài ngũ tinh cũng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đi đâu tìm thiên tài thất tinh bởi vậy bất kể là dùng bí pháp gì để chiến lược bay lên thất tinh thậm chí nhiều hơn cái giá tất nhiên là to lớn có khả năng phế bỏ thậm chí tử vong đây là một sát cục có người phản ứng lại đây là muốn ở trước mắt bao người giết lăng hàn mà cái giá là một võ giả sơn hà cảnh đại viên mãn hư rốt cuộc là thế lực nào trụ thiên hoàng triều bích lạc hoàng triều hay là ám dạ đường trừ ba thế lực này ra không thế lực nào có thủ bút như vậy Cường giả nhật nguyệt cảnh lập tức mệnh lệnh phương diện thiết huyết chàng mở cấm chế, mặc kệ có thể ngăn cản quyết chiến hay không, nói chung không thể cái gì cũng không làm, chỉ ngồi ở chỗ này dương mắt nhìn. Mà ở chỗ khác, Triệu Luân cũng đang chỉ điểm Giang Sơn, nói lời tương tự. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói ngô tư nhân này là hắn từ ám dạ đường mới tới, cũng không phân tích chiến lược người này quá thấu triệt. Chuẩn nhật nguyệt cảnh A, ngay cả hắn muốn giết cũng phải phí chút chân tay, vậy muốn giết lăng hàn thực sự là quá đơn giản, sự tình một hai chiêu mà thôi. Thủy Nhạn Ngọc lập tức khẩn trương, nàng vẫn có lo lắng, hiện tại biết Ngô Tư Nhân có chiến lược chuẩn nhật nguyệt cảnh, cuối cùng hoa dung thất sắc. Vì sao cao thủ như vậy được xưng là chuẩn nhật nguyệt cảnh? Mang hai chữ nhật nguyệt, liền cùng Sơn Hà Cảnh phân ra một đạo hồng câu. Này là tranh lệch nghiền ép, chương 1091, sinh tử trong nháy mắt. Nàng không ngừng an ủi mình, Lăng Hàn lại không phải không có chiến qua khôi lỗi chuẩn nhật nguyệt cảnh, hơn nữa hắn còn có một thân bảo vật, còn bài chưa lật nhiều vượt khỏi bất cứ người nào tưởng tượng. Hơn nữa, thể phách của Lăng Hàn mạnh mẽ, cùng lắm thì chịu bị thương, làm sao cũng có thể trốn vào trong hắc tháp, tuyệt đối không thể chết được. Còn ở trước mặt mọi người lộ ra bí mật của không gian thần khí, sẽ đưa tới nhiều ít phiền phức, đó chính là sự tình phía sau, trước tránh được một kiếp này lại nói. Triệu Luân thì liên tục cười lạnh, lúc này đây, Lăng Hàn chạy trời không khỏi nắng. Lăng Hàn kinh ngạc, đối phương tán ra khí tức hắn cũng không xa lạ gì. Ma khí, trên người một gã nhân tộc cư nhiên sẽ xuất hiện ma khí. Lẽ nào hắn cũng như mình, luyện hóa tinh nguyên của một gã ma chủ sao? Không không không, ở trên chất lượng, trình tự ma khí này rất thấp, phỏng trừng còn kém hơn tu la ma đế. Thực lực của đối phương đột nhiên đề thăng, chắc là lợi dụng quy tắc xung đột của thần, minh hai giới. Khoái tự kiếm quyết chỉ là thoáng phá hư quy tắc, liền tạo thành gánh nặng rất lớn với lăng hàn, hiện tại ngô tư nhân để quy tắc của hai giới va chạm, bạo tạc ở trong người, Tuy này sẽ mang đến cho hắn lực lượng đáng sợ, nhưng lực phá hoại tự nhiên mạnh hơn nữa. Sau trận chiến này, hắn không chết cũng bị thương nặng. Thật đúng là bỏ được, Lăng Hàn thầm nói, đồng thời cũng cảnh giác ám dạ đường, lợi dụng ma khí để thăng chiến lực tới mức kinh khủng như thế, phải phòng bị. Lúc này mới chỉ là sơn hà cảnh, nếu như nhật nguyệt cảnh cũng như thế như thế, chẳng phải là có thể địch nổi tinh thần cảnh sao? Số lượng nhiều, không phải có thể đè chết tinh thần cảnh sao? Hắn suy nghĩ quá nhiều cũng không phải mỗi người đều có thể thừa nhận ma khí trùng kích cũng không có bao nhiêu người có giác ngộ như vậy vì lóng lánh đánh một trận mà hy sinh mình ở ám dạ đường tử sĩ như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay chết ngô tư nhân đề thăng chiến lược tới đỉnh phong oanh khí thế của hắn hóa thành thực chất như một đại ma thần có thể hủy thiên diệt địa công kích về phía lăng hàn hắn giơ tay một quyền đánh tới lăng hàn chỉ đầu quyền liền lớn như phòng ốc nắm tay thôi động ở phía sau tạo thành một chân không không gian gấp khúc này tuyệt đối là lực lượng nghiền ép, ngay cả Lăng Hàn ăn một quyền cũng có thể bị nghiền thành thịt nát, thần thiết cấp 3 tuyệt đối đỡ không được lực lượng của chuẩn nhật nguyệt cảnh. Làm sao ngăn cản, lang Hàn rút lui, nhưng nơi này là thiết huyết tràng, sân bãi chiến đấu quả thực rất lớn, nhưng lớn hơn nữa cũng có cực hạn, hắn rất nhanh thì thối lui đến chân tường, mà một quyền của Ngô Tư Nhân đã cuồn cuộn đập đến. Lang Hàn quát một tiếng, cả người đứng thẳng ở trên tường, tay phải đẩy đi, thỏa thích kéo dài tới, cả người hóa thành một đường cong thẳng tắp trên tay của hắn, nắm một cục gạch, chính là thái sơ thạch, thình thịch, một quyền đập đến, huyết hoa bắn ra, oa, lăng hàn thổ huyết, thái sơ thạch có thể hoàn toàn hấp thu công kích, nhưng chỉ hạn chế trong khu vực nó che chắn. Tuy hắn để thân thể hóa thành một đường thẳng, trốn ở phía sau thái sơ thạch, nhưng trung quy không có khả năng hoàn toàn ngăn trở thân thể. Vai trái của hắn bị đánh thành thịt vụn, chân phải cũng vậy, chân trái thiếu một phần ba. Nhưng hắn gánh qua một kích này, một giọt bất diệt chân dịch vận chuyển, trong nháy mắt thương thế trên người lăng hàn hoàn toàn khôi phục hắn đạt tới trạng thái tốt nhất hắn tế xuất thần kiếm triển khai khoái tự kiếm quyết ngô tư nhân kinh hãi vội vã thủ hộ ở trước ngực bởi vì hắn bắt được kiếm quang bắn về buồng tim của mình nhưng tay của hắn vừa mới nâng lên lại phát hiện làm sao cũng không dùng được bị thái sơ thạch chặn lại rồi chỉ trong nháy mắt như thế thần kiếm đã đâm tới quá nhanh mũi kiếm vào cơ thể bắn nát trái tim theo ta cùng chết Hai mắt của Ngô Tư Nhân huyết hồng, há miệng, hộc ra một đạo sóng âm. Sóng âm này hóa thành mấy trăm thanh kiếm màu đen, quấn quanh ma khí, đánh về phía Lăng Hàn. Quy tắc hai giới bất đồng, nếu như bị ma khí vào cơ thể, Lăng Hàn nhất định sẽ bị thiên đạo nghiền nát. Cự ly gần như vậy, Lăng Hàn làm sao tránh? Tuy hắn tận khả năng né tránh, lại lấy Thái Sơ Thạch đỡ được vài đạo hắc kiếm, nhưng số lượng hắc kiếm nhiều lắm, vẫn có mấy thanh đánh vào trên người của hắn, phòng ngự của thần thiết cấp 3 cũng không có tác dụng hắc kiếm phá hủy phòng ngự, đâm vào trong cơ thể. Ha 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 ha, ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Khuôn mặt của ngô tư nhân điên cuồng, hắn thực quá biến thái, trái tim bị đánh bể lại còn không có chết ngay lập tức. Cũng phải, thân thể của hắn bị quy tắc hai giới phá hư, sau trận chiến này nhất định phải chết, bởi vậy thân thể sớm đã bị phá hủy, nơi yếu hại ngược lại không phải là yếu hại nữa. Cho người thất vọng rồi, Lăng Hàn nhàn nhạt, nhạt nói, nói giỡn, hắn đã luyện hóa tinh nguyên của một gã ma chủ, đánh giấm không có, chút ma khí của ngươi cũng muốn giết hắn, tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Hắn nhẹ nhàng run lên, hắc kiếm đều từ trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành hắc khí nhẹ nhẹ, mà vết thương của Lăng Hàn thì đang nhanh chóng khép lại, chảy ra máu cũng đỏ tươi. Làm sao có thể, làm sao có thể, khuôn mặt của ngô tư nhân không thể tiếp thu, bị ma khí xâm nhập trong cơ thể, cũng có thể nhẹ nhàng bài xích ra ngoài như vậy. Ngươi là người sao, hắn không cam lòng, nhưng tia lực lượng cuối cùng đã đánh ra, nhất thời ầm ầm ngã quỵ, thân thể bạo toái, ở dưới quy tắc chi lực của hai giới xung đột, hắn không chỉ chết không toàn thây, thậm chí ngay cả một miếng thịt cũng không để lại. Chiến đấu, liền như vậy kết thúc, trong thiết huyết tràng, hoàn toàn yên tĩnh, quá khó mà tin nổi, chuyển ngoặt cũng quá nhanh đi. Ngô tư nhân nắm giữ sức chiến đấu của chuẩn nhật nguyệt cảnh, ngay cả cường giả nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, muốn chân áp hắn cũng phải bỏ ra một ít khí lực. Nhưng lang hàn thì sao? Tuyệt đối là trung cực vị hậu kỳ, vừa nãy cũng không có bùng nổ ra lực lượng quá kinh người, chỉ cực kỳ cổ quái chặn nhất kích tất sát của mô Tư Nhân, lại đánh ra một kiếm nhanh đến mức khó mà tin nổi, kết thúc chiến đấu. Quỷ dị, quá quỷ dị, một tên cường giả chuẩn nhật nguyệt cảnh, lại bị giết đơn giản như thế. Tất cả mọi người vào đầu bứt tai, làm sao cũng không thể tiếp thu được kết quả như thế. Rõ ràng là tận mắt thấy, nhưng ai cũng không thể nào tiếp thu, bởi vì cái này quá vượt qua lẽ thường. Trường 1092, Nữ Hoàng mở miệng. Nhưng thế gian thật có thiên tài thập tinh sao, vừa nãy sức chiến đấu của Lăng Hàn tuyệt đối không có đạt đến tầng thứ này. Kỳ quái, quá quái lạ, cục gạch trong tay tiểu tử kia, cuối cùng có người nhìn ra đầu mối, bằng không ở dưới tình huống nguy hiểm như vậy, Lăng Hàn lấy ra một cục gạch làm gì. Nhưng đó là gạch gì, rõ ràng không có thần văn lấp lẽ, hẳn không phải thần khí A, nhưng có thể hóa giải công kích của chuẩn nhật nguyệt cảnh. Ha 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 ha, đầu gỗ quả nhiên thắng, lệ vi vi vỗ tay cười nói, sa nguyên cũng hết sức kinh ngạc nói quá khó mà tin nổi, đây cũng có thể thắng. Quái lạ, quái lạ, quá quái lạ. Triệu Luân choáng váng, vì trận chiến này, hắn tiêu dòng dã 40 vạn chân nguyên thạch, vừa nãy càng nói hùng hồn, nhưng hiện thực lại nặng nề đánh hắn một bạt tai. Lăng Hàn không chỉ không chết, hơn nữa giết ngược Ngô Tư Nhân. Mất mặt còn mất tiền. Triệu Luân, trước kia ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Lệ Vi Vi cười hì hì nói, nàng cho tới bây giờ không phải loại giúp mọi người làm điều tốt, nếu chiếm thượng phong, sẽ nhân lúc thắng truy kích. Sắc mặt của triệu luân tái xanh Tuy hắn là con trai của đại tướng quân Nhưng bốn người vạn chân nguyên thạch Cũng không phải một con số nhỏ Để hắn đau lòng đến cực điểm Hiện tại lại bị lệ vi vi trêu chọc Tâm tình của hắn tệ thế nào có thể tưởng tượng được Đi trên mặt hắn không nhịn được Trực tiếp phất tay rời đi Dương lạc đan vội đi theo Trong lòng càng lo sợ Triệu luân tâm tình không tốt Sau khi trở về nhất định sẽ phát tiết ở trên người nàng Không biết lần này sẽ bị ngược thành ra sao Tiểu tử này nhất định phải mau chóng diệt trừ Sa Nguyên nhìn chằm chằm lăng hàn trong ánh mắt lóe lên sát khí còn có khối đá kia đến tột cùng là bảo vật gì có thể hóa giải một đòn của truyền nhật nguyệt cảnh chờ giết tiện dân này xong ngoại trừ cướp đoạt bí pháp của hắn viên đá kia cũng không thể bỏ qua cho đến lúc này người của thiết huyết tràng mới rốt cục mở ra phong ấn có thể tiến vào bệ hạ có lệnh truyền lăng hàn vào cung diện thánh veo chỉ thấy một nữ vệ bay tới đứng ở trên đỉnh của thiết huyết tràng lấy tư thế quân lâm truyền đạt thành ý. Tuân chỉ, mọi người vội vàng nói, có vẻ cực kỳ kính nể. Xong, nữ hoàng bệ hạ đã bị kinh động, hiện tại mặc kệ trên người lăng hàn có bí mật gì, đây đều vô duyên với những người khác. Ai dám tranh với nữ hoàng bệ hạ, lăng hàn thầm lắc đầu, trong tình huống lúc ấy, hắn chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất trốn vào trong hắc tháp, thứ hai, chính là dùng thái sơ thạch phòng ngự. Tuy hắn không muốn lộ ra thái sơ thạch, nhưng so sánh với đó, tầm quan trọng của hắc tháp vượt xa rất nhiều. Bởi vậy, hắn lựa chọn sử dụng thái sơ thạch, lúc này không phải là cửu quận vương giả truyền thanh ý, lăng hàn theo nữ vệ tiến vào hoàng cung, một đường thông qua tầng tầng thủ vệ, cuối cùng đến ngự hoa viên. Bệ hạ, lăng hàn đã tới, nữ vệ nửa quỳ hành lễ, loạn tinh nữ hoàng quay lưng về phía bọn họ, vóc người Mỹ hảo bao vây ở dưới áo choàng màu đỏ, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc như mây, gáy ngọc hơi lộ ra cùng một chút xíu vành tai nhưng vẫn tràn ngập phong tình mê người, làm cho tâm thần người say mê. Uy vũ khi phách, lại tràn ngập nhu tình quyến rũ, một bóng lương liền có thể hoàn mỹ dung hợp hai người lại với nhau, e là trên đời cũng chỉ có nàng mới có thể làm được. Trong lòng Lăng Hàn lần thứ hai mê loạn, mị lực của vị nữ hoàng này thực quá lớn, tuy hắn cật lực dần thân ảnh của đối phương xuống đáy lòng, nhưng hiện tại vừa thấy, liền kích phát ra, hơn nữa còn tăng gấp 10 lần. Ở cạnh nàng lâu, thế gian thật sự có nam nhân nào có thể chống đối mị lực của nàng sao? lấy phiến đá kia ra để chấm nhìn một chút loạn tinh nữ hoàng nói cũng không khách khí với lăng hàn trực tiếp mở miệng nàng là vương của loạn tinh hoàng triều có thể muốn gì cứ lấy lăng hàn biết không thể đối kháng liền lấy thái sơ thạch ra nói đây là trước đây không lâu vi thần ở bên ngoài rèn luyện lấy được có thể hấp thu tất cả công kích nữ vệ tiếp nhận phiến đá bước tới bên người loạn tinh nữ hoàng nửa quỳ xuống hai tay nâng thái sơ thạch lên loạn tinh nữ hoàng tiếp nhận chỉ tay xẹt qua Hả, nàng ồ lên ngạc nhiên, tuy chỉ tay này nàng không có sử dụng lực lượng quá mạnh mẽ, nhưng công kích lại bị hấp thu hoàn toàn, đây vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng bắt đầu xúc lực, muốn đánh ra lực lượng mạnh hơn, thăm dò cực hạn của phiến đá này. Nhất thời, bốn phía đều trở nên hắc ám, chỉ có loạn tinh nữ hoàng đứng ngạo nghế, tỏa ra khí phách cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn. Quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ, lang Hàn không nghi ngờ chút nào, nếu như loạn tinh nữ hoàng muốn giết hắn, hắn ngay cả cơ hội trốn vào hắc tháp cũng không có thần cảnh mỗi cấp độ tranh lệch thực quá to lớn hiện tại tinh thần cảnh với hắn mà nói xa xôi như chân trời thế nhưng cho dù nàng ngưng tụ một đòn đánh lên thái sơ thạch vẫn không hề có một chút hiệu quả thậm chí không có một chút xíu dư ba lang hàn thầm nghĩ trong lòng đây chính là thái sơ thạch chỉ có lực lượng của sáng thế mới có thể phá hoại tinh thần cảnh đứng qua một bên chơi đi lang hàn loạn tinh nữ hoàng mở miệng nhưng hơi dừng lại một chút lăng hàn biết dụng ý của đối phương tuy bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nói vi thần đang muốn hiến khối kỳ thạch này cho bệ hạ kính xin bệ hạ có thể tác thành hừ coi như là đồ cưới ngày nào đó cưới về mỗi ngày đánh mông nàng cái ý niệm này chuyển qua trong lòng lăng hàn không khỏi cả kinh bất chi bất giác lại bị mị lực của vị nữ hoàng này mê hoặc tiềm thức có ý nghĩ thu lấy đối phương nhưng trên thực tế hắn ngay cả hình dáng của loạn tinh nữ hoàng cũng chưa từng thấy thật đáng sợ tại sao có thể có vư vật như vậy thủy nhạn ngọc nhìn như quyến rũ phong tình vạn trùng nhưng so với nàng là hoàn toàn không phải một thế giới loạn tinh nữ hoàng hết sức hài lòng nàng là bá chủ đương đại sao có thể tự mình mở miệng yêu cầu hạ thần giao vật nàng suy nghĩ một chút mới nói tu vi của ngươi tinh tiến mãnh liệt tương lai có thể thành giường cột nước nhà chấm liền phong ngươi làm cửu phẩm võ quan được hưởng bổng lộc của đế quốc vù trên bầu trời hoàng đô đồ đằng lập tức xảy ra biến hóa phát ra một cột sáng bắn về phía Lăng Hàn, mà trên đồ đằng cũng có thêm tên của Lăng Hàn, tỏa ra hào quang óng ánh. Chương 1093, quan tước tại người. Cái này xem như là bồi thường sao? Lăng Hàn thở dài, hết cách rồi, nữ hoàng đại nhân có ý này, hắn không thể không cho. Có điều, trộn lẫn đến một chức quan cũng không tệ, bắt đầu từ bây giờ, hắn liền có thể mượn quốc thế tu luyện, tăng lên sức chiến đấu, càng quan trọng chính là có quan tước trên người, hắn không còn là con tin nữa. Nói cách khác, hắn rốt cuộc tự do. Sau khi sắc phong, Lăng Hàn liền bị nữ vệ mang ra hoàng cung, loạn tinh nữ hoàng đối với Thái Sơ Thạch cảm thấy vô cùng hứng thú, muốn nghiên cứu một phen. Lăng Hàn trở lại học viện, lập tức bị một đám người vây quanh, lôi kéo hắn đi uống rượu. Quá kinh người, chém giết chuẩn nhật nguyệt cảnh A, đây là kỳ thích cỡ nào? Cái gì, hiện tại ngươi được bệ hạ sắc phong làm cửu phẩm võ tướng? Nghe Lăng Hàn nói ra tin tức này, tất cả mọi người phi thường kinh ngạc đừng nhìn lệ vi vi, quý vân nhi hay lâm do. Là hậu duệ của môn phiệt, nhưng bọn họ đều không được sắc phong, trên lý thuyết bọn họ không khác bình dân, đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết, ai cũng sẽ không thật coi bọn họ là bình dân. Ở đế quốc, quan tước là tài nguyên rất quý giá, bởi vì có thể lợi dụng quốc thế gia tốc tu hành, đồng thời, chỉ cần ở trong loạn tinh hoàng triều còn có thể lợi dụng quốc thế bổ trợ sức chiến đấu. Mặt khác, có quan tước, liền đại biểu thể diện của đế quốc, ai cũng không thể nhục ngay cả nhân vật như tả tướng, thất đại tướng. Muốn đối phó Lăng Hàn, vậy trước tiên phải điều động hình bộ, điều tra ra địa phương Lăng Hàn trái với luật pháp đế quốc, sau đó mới có thể tập nã. Bằng không, chính là khiêu khích với loạn tinh Hoàng Triều, sẽ bị đại quân của đế quốc trinh phạt. Lần này không người nào dám đối phó ngươi rồi. Lâm do cười to, vỗ vỗ vai của Lăng Hàn nói. Thực sự là ước ao, nhanh như vậy liền được phong quan tước, bằng không muốn thụ phong cửu phẩm võ tướng, người ít nhất phải giết 10.000 quân địch trở lên. Lăng Hàn kinh ngạc nói: "Khó khăn như thế, ngươi cho rằng dễ sao?" Lệ Vi Vi cũng có chút đố kỵ, "Cha ta cũng chỉ là nhất phẩm mà thôi, ngươi xác định không phải khoe khoang cha ngươi sao?" Lăng Hàn cười nói: "Có điều, võ quan này không phải thế tập, bằng không thì càng quý giá." Quý Vân Nhi nói, Lăng Hàn gật đầu, hiện tại ở mặt ngoài hắn liền chân chính có một lá bùa hộ mệnh, quan tước của đế quốc có phân chia cao thấp, nhưng đều là thần tử của nữ hoàng bệ hạ, ai cũng không thể lấy quyền lực trong tay đấu đá đối phương. Coi như hiện tại Lăng Hàn gặp phải tả tướng, thất đại tướng, hắn chỉ cần đi lễ cấp dưới, mà không cần mặt mày tát mét. Lén lúc thì khó nói, chỉ ít như ám dạ đường là chưa từng để tam đại hoàng triều ở trong mắt, chỉ cần ngươi ra giá cao, bọn họ sẽ phái ra người ám sát, chờ đợi 10 năm, 20 năm, 100 năm cũng có. Dù sao đối với thần linh mà nói, tuổi thọ đều là 10 vạn năm cất bước, 10 năm trăm năm chỉ như mấy tháng của người thường mà thôi. Mọi người uống rượu say xưa, thủy nhạn ngọc càng cao hứng, Lăng Hàn được phong quan tước, vậy thủy gia thừa nhận việc kết hôn của hai người sẽ cao hơn một đoạn dài. Sau khi cơm nước no nê, mọi người dồn dập tản đi. Lăng Hàn làm một kế hoạch, nếu hiện tại hắn có quan tước, thoát khỏi thân phận con tin, liền có thể tự do ra vào bất luận nơi nào mà không cần bẩm báo. Nên trở về Đại Lăng chiều một chuyến, hắn muốn mang lượng lớn tài nguyên trở lại, toàn diện tăng lên thực lực của ba vị huynh trưởng, mặt khác, để ba vị huynh trưởng cũng đi ra ngoài rèn luyện một chút cường giả chân chính đều là đánh ra, tuyệt không phải luyện ra. Còn có đồ đệ tiện nghi kia của hắn, cũng nên cẩn thận truyền thụ một chút, hoàn toàn trách nhiệm của sư phụ. Kế hoạch của hắn không cần quá vội, bởi vì chỉ mới qua một năm, đám người phong phá vân tất nhiên vẫn không có bước vào thần cảnh, bởi vậy hắn muốn chuẩn bị đều là tài nguyên thần cấp trở xuống, này ở thần giới thực sự là quá phổ thông, không tốn bao nhiêu tiền. Nửa tháng sau, sẽ trở về Đại Lăng Triều một chuyến, ngược lại có xuyên vân toa, chỉ mất mấy ngày đi đường. Một buổi tối đi qua, lúc Lăng Hàn tỉnh lại có chút đau đầu, ngày hôm qua bị đám người lâm do, mã hưng chúc rượu, hiện tại say rượu, đầu đau dữ dội. Oanh oanh oanh, cửa lớn vang lên, Lăng Hàn ôm đầu, đi ra ngoài mở cửa nói. Đến rồi, đến rồi, sáng sớm không cần gõ cửa mạnh như thế chứ. Chi, cửa lớn mở ra, chỉ thấy ngoài cửa đứng một mỹ nhân, dung mạo không kém lệ vi vi cùng quý vân nhi chút nào, đúng là cổ Linh Ngọc. Người làm sao thức dậy muộn như vậy? mỹ nữ này trách móc nói đi đi nơi nào lang hàn hỏi nữ nhân này có chút như quen thuộc hoặc là nói có chút không thông nhân tình trong đầu chỉ có ta muốn làm gì mà không chút để ý chuyện này đối với người khác có hợp lý hay không sư phụ ta muốn gặp ngươi cổ linh ngọc kéo lang hàn đi sư phụ ngươi ừm cổ linh ngọc gật đầu lang hàn có loại cảm giác sắp phát điên hắn nói lời này ý tứ là sư phụ ngươi là ai nhưng cổ linh ngọc hoàn toàn không có nghe được ý tứ trong lời nói của hắn đầu óc không dùng được sao sư phụ ngươi là ai hắn không thể làm gì khác hơn là hỏi đan viện phó viện trưởng nghiêm tiểu huyên cổ linh ngọc mới hồi đáp nhanh lên một chút nhanh lên một chút đừng để sư phụ chờ lâu nàng hầu như là lôi lăng hàn cũng mặc kệ lăng hàn có nguyện ý hay không lăng hàn nghĩ đến nàng đã từng giải vây cho mình liền quyết định bán nàng một bộ mặt không có chống lại mặc nàng lôi kéo đi Bọn họ vòng tới vòng lui ở trong học viện, cuối cùng đi tới một nơi, không quá lớn, nhưng xa xa liền truyền đến một mùi vị quái lạ. Mùi thuốc, Lăng Hàn lập tức nghe ra, phàm là đan sư đều sẽ hết sức quen thuộc đối với loại mùi vị này, để hắn không khỏi khịt khịt mũi, theo bản năng bắt đầu suy đoán lên thành phần dược liệu trong đó. Cổ Linh Ngọc mang theo Lăng Hàn đi tới trước một biệt viện, vẫn không có đẩy cửa đi vào, đã thấy cửa viện chi một tiếng mở ra, đi ra một nam tử tuổi còn trẻ, mặc trường bào trắng như tuyết. Nam tử này dáng dấp rất anh tuấn, áo trắng không nhiễm bụi trần, sạch sẽ đến có chút quá mức. Phải biết nơi này nếu là đan viện, vậy tự nhiên đều là đan sư, đan sư cả ngày giao thiệp với dược liệu, ôn độ, làm sao có khả năng sạch sẽ như vậy? Chương 1094, tự mình cảm giác bay lên. Cổ sư muội, nam tử áo bào trắng nhìn thấy Cổ Linh Ngọc, ánh mắt lập tức sáng ngời, nhưng nhìn thấy nàng còn lôi lăng hàn, thì lộ ra một tia không vui, trầm giọng nói: "Sư muội Người cùng hắn lằng nhà lằng nhằng làm gì? Há, ta nhận lệnh của sư phụ, dẫn hắn tới gặp sư phụ. Cổ Linh Ngọc hiển nhiên rất chỉ đột, không để ý chút nào nói. Sư phụ sẽ gặp tiểu tử này. Nam tử áo bào trắng lộ ra vẻ khinh bỉ, sư phụ của bọn họ là đan viện phó viện trưởng, đường đường đan sư cấp 7, địa vị tôn sùng cỡ nào, ngay cả rất nhiều cường giả nhật nguyệt cảnh muốn gặp sư phụ, vậy cũng phải xem tâm tình. Hắn là Lăng Hàn A, cổ Linh Ngọc kinh ngạc nói, há, ngươi chính là Lăng Hàn, kha kha, gần đây rất nổi tiếng nha. Nam tử áo bào trắng lộ ra vẻ bừng tỉnh, nhưng trên mặt càng thêm không vui. Lang Hàn quay đầu nhìn cổ Linh Ngọc nói, hắn là ai, não phế sao? Hắn là sư huynh của ta, gọi cư mô thích, không phải não phế, mà là thiên tài. Cổ Linh Ngọc hiển nhiên không có nghe được Lăng Hàn chiêu chọc, còn đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Khốn nạn, cư mô thích giận tím mặt, Lăng Hàn cũng không có để ở trong lòng, là người này dẫn đầu toát ra địch ý, khiêu khích mình, vậy hắn trào phúng thì như thế nào? Hiện tại hắn có quan tước trong người, chỉ cần không làm sự tình đại nghịch bất đạo, ngay cả đại nhân vật như thất đại tướng, tả hữu tướng cũng không thể công khai hãm hại, vậy hắn cần gì phải nhẫn ngốc thiếu này? Tiểu tử, người có ý tứ gì? Cư ngô thích không thuận theo không bỏ qua, cầm tay chỉ lăng hàn. Lăng hàn lắc đầu nói, người làm như vậy rất không lễ phép, có biết hay không? Cư ngô thích giận dữ, người con mẹ nó mắng ta não tàn, còn nói ta không lễ phép. Hắn hừ một tiếng nói, đừng tưởng rằng ngươi gần đây có chút danh tiếng là có thể ngạo khí, phải biết đây chính là Hoàng Đô, dưới chân thiên tử, tài ba dị sĩ, tiền bối cao thủ nhiều không kể xiết. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng nói, vậy ngươi là tài ba dị sĩ, hay tiền bối cao thủ? khanh, ta chính là đan sư cấp 2, năm nay chỉ có 3 vạn tuổi, hơn nữa, không bao lâu sau có thể trở thành là đan sư cấp 3. Cưu ngô thích ngạo nghĩa nói, ngươi là con lợn sao? Lăng Hàn không khỏi buồn bực. Hắn từ không bắt đầu, hiện tại đã có thể luyện chế thần đan cấp 3. Mặc dù nói chỉ có một loại, nhưng có thể luyện chế thần đan mấy phẩm liền là đan sư cấp mấy, này là chân lý được công nhận. Đã luyện đan 3 vạn năm, lại còn chỉ là đan sư cấp 2, cần một chút thời gian mới có thể trở thành cấp 3, vậy cũng là thiên tài. Nhưng nhìn bộ dáng kia của đối phương, lại không giống như là trang bức nha. Nguyên lai, like, thiên phú đan đạo của mình như bức như thế. Lăng hàn chỉ có thể cho rằng, mình quá lợi hại thấy lăng hàn không nói gì cư ngô thích còn cho là mình trấn nhiếp đối phương không khỏi lộ ra dáng tươi cười tự đắc ở đan đạo giới của hợp ninh tinh trước ba ngàn tuổi tiến lên đan sư cấp 1, trước một vạn tuổi trở thành đan sư cấp 2, này đều có thể xếp vào thiên tài mà hắn gần trở thành đan sư cấp 3, đan sư cấp 3 ba vạn tuổi càng thêm kinh người hơn nữa thiên phú võ đạo của hắn cũng không tầm thường chính là sơn hà cảnh đại cực vị những thứ này đều là tiền vốn tự ngạo của hắn nên không muốn tự cho là lấy được một chút xíu thành tích liền không coi ai ra gì so với ta người còn kém xa lắm cưu ngô thích hừ hừ nói lang hàn coi như hiểu người này chính là loại kiêu ngạo không gì sánh được hơn nữa không dung người khác siêu việt mình hắn lắc đầu cũng lười nói nhãm với người như vậy quay đầu nhìn cổ linh ngọc nói đừng để sư phụ ngươi chờ quá lâu ừ cổ linh ngọc gật đầu nhấc chân đi tới cưu ngô thích tức chết hai người này làm sao cũng không để mình ở trong mắt hắn vội vã đi theo nói tiểu tử người bây giờ mới chỉ là sơn hà cảnh trung cực vị đi hắc hắc người nên biết đan dược có bao nhiêu đắt nhiều hy hi hữu a à? bất quá nếu ngươi có thể có một bằng hữu như ta sau này sẽ không cần phát sầu vấn đề đan dược trong lòng lăng hàn buồn cười nói ta làm sao mới có thể trở thành bằng hữu với ngươi hắc 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 cưu mô thích nhất thời nở nụ cười cho là lăng hàn rốt cuộc động tâm đơn giản sau này gọi ta lão đại còn có cổ sư muội là người ta nhìn chúng, người nghĩ cũng không cần nghĩ. Câu cuối hắn thấp giọng, chỉ để Lăng Hàn nghe được. Thật đúng là tầm nhìn hạng hẹp, không thể dung người phong quang hơn mình sao. Lăng Hàn cười nói, người chân chính như bức, là không cần kêu gào với người khác, người cách như bức còn kém xa lắm, không nên ra mất mặt xấu hổ. Hơn nữa, ta cũng cho rằng người không xứng với cổ cô nương. Ghê tởm, cưu ngô thích thẹn quá thành giận nói, tiểu tử, người không nên quá đắc ý, người đắc tội ta, ta có thể bảo chứng, trong hoàng đô không có tiệm thuốc nào sẽ bán đan dược cho ngươi, một viên cũng không có. Sắc mặt của Lăng Hàn không khỏi cổ quái, người này tuyệt nhiên không biết mình mở tiệm thuốc. Cũng phải, tiệm thuốc nhà mình, vậy thì không phải là bán. Ha ha, ta sợ a. À. Lăng Hàn cười nói, tuy cư ngô thích cảm giác rất hài lòng, nhưng bản lĩnh cha mặt quan sắc cơ bản vẫn phải có, biết Lăng Hàn là đang nhạo báng mình, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi. Hừ, lúc tiểu tử này cầm chân nguyên thạch, lại nơi nào cũng mua không được đan dược sẽ biết, đắc tội một vị đan sư là sự tình ngu ngốc giường nào. Hắn nhìn Lăng Hàn và Cổ Linh Thạch, trên mặt cười lạnh. Cổ Linh Ngọc ở đạo lý đối nhân xử thế là cấp ngu ngốc, nàng hồn nhiên không có phát hiện Lăng Hàn và Cưu Ngô Thích đã đấu đến đao quang kiếm ảnh, tự nhiên dẫn đường, rất nhanh liền đi tới một vườn hoa nhỏ. "Sư phụ." nàng cung kính kêu lên, nàng xưng sư phụ mà không phải lão sư, này là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. "Bất quá, Lăng Hàn có chút mờ mịt." Người đâu? Hoa viên này không lớn, vừa nhìn liền thấy hết, nhưng hắn không nhìn thấy người thứ tư a. Tiểu tử, nhìn đi đâu đấy? Một tiếng quát truyền đến. Di, lang Hàn cúi đầu xem, chỉ thấy ở trên một đóa hoa cỏ đang ngồi xếp bằng một nữ tử. Hoa cỏ mới bay lớn a, đây quả thực là một tiểu nhân, chiều cao bất quá vài tấc, cổ quái là, trên lưng nàng còn sinh ra một đôi cánh mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, nhưng phía trên có mạch văn như tơ vàng, cực nhỏ. Đây là đan viện phó viện trưởng, sư phụ của cổ linh thạch, nghiêm tiểu huyên. chương 1095, đánh đòn cảnh cáo. Tiền bối, ngài là, Lăng Hàn có chút không dám tin tưởng. Làm sao, thấy bản tọa người nhỏ, người liền khinh thường bản tọa sao? Nghiêm tiểu huyên bất mãn nói, nhất thời tản mát ra một cổ khí tức đặc hữu của cường giả. Tuyệt đối là nhật nguyệt cảnh, nhưng cụ thể là cấp bậc gì, bởi vì nàng không cho thấy nhật nguyệt, nên Lăng Hàn không thể phán đoán. Không dám, Lăng Hàn vội vàng nói, chỉ có chút không ngờ. Hắn thành thật nói, đối với cường giả loại này, tốt nhất là không nên nói xạo. Quả nhiên, nghiêm tiểu huyên đột nhiên cười ha hả nói. Bản tọa làm bán nhân, mộng linh tộc, bán nhân, chính là nhân tộc và yêu thú hóa hình kết hợp sinh hạ hậu đại, có đặc tính của nhân tộc cùng yêu thú, thừa kế huyết mạch của song phương, thiên phú còn mạnh hơn phụ mẫu. Lăng Hàn bái kiến tiền bối, Lăng Hàn thi lễ một cái, này là tôn trọng với cường giả. Nghiêm Tiểu Huyên nhận hắn thi lễ, tiếp đó giơ tay lên nói: Miễn lễ đi, mời ngươi qua đây, là muốn hỏi ngươi một chút, có ý vào đan viện của chúng ta hay không? Phốc, Cưu Ngô Thích nhất thời phun ra, này là tình huống gì? Đan viện muốn thu người, chỉ cần ở Hoàng đô phát cái tin tức, bảo chứng có rất nhiều người đến đây báo danh. Đan sư, đây chính là chức nghiệp địa vị cao cả, hơn võ giả cùng giai một cấp, này là thường thức được công nhận. Đúng vì như thế, hắn mới có thể cảm giác mình tốt như vậy. Nhưng bây giờ thì sao, nghiêm tiểu huyên cư nhiên mời lăng hàn lại, hỏi hắn có nguyện ý vào đan viện hay không, này tự nhiên làm hắn sợ hãi. Đan viện chiêu sinh nghiêm ngặt, vượt qua tứ đại phân viện gấp trăm lần. Như tứ đại phân viện cách mỗi 20 năm luôn có thể thu được mấy trăm học sinh, nhưng đan phân viện thì sao? 100 năm có thể chiêu một cái đã coi là không tệ. Đây là bởi vì đan phân viện chiêu học sinh, căn bản là quan hệ thầy trò truyền thống, mỗi một đại sư ở lúc chọn đồ tự nhiên cẩn thận không gì sánh được, ôm tôn chỉ thả thiếu chứ không ẩu. Lúc nào đan viện thay đổi không rụt rè như thế, Lăng Hàn suy nghĩ một chút mới nói, vãn bối chỉ là có chút hứng thú với đan đạo, tâm trí vẫn lấy tu luyện võ đạo làm chủ. Đây là đam uyển chuyển cự tuyệt, phốc, cưu ngô thích trừng tròng mắt ra, đan viện phó viện trưởng tự mình đưa ra cảnh ô lưu, người lại còn cự tuyệt. Người biết trở thành đệ tử đan viện sẽ có hạng thân phận gì sao? Võ giả cùng giai phải cung kính với ngươi, ngay cả võ giả cao hơn một cấp cũng phải khách khí, quả thực chính là gặp quan lớn hơn một cấp uy phong thế nào, phải biết võ giả để thăng một tiểu cảnh giới khó khăn dường nào, ngay cả sơn hà cảnh cũng phải mấy vạn năm, thậm chí rất nhiều người sau khi đạt đến tiểu cực vị, đại cực vị liền trung thân không có khả năng để thăng nữa. đan sư so với võ giả cùng giai cao hơn một cấp sẽ chân quý bực nào, Này lại còn có thể cử tuyệt, ngươi là ngu ngốc sao? nghiêm tiểu huyên cũng cười to nói, tiệm thuốc giữa thành đông là ngươi mở, trong lòng lăng hàn chấn động bất quá này cũng không phải bí mật gì nghiêm tiểu huyên đã có dự định thu hắn làm đệ tử tự nhiên sẽ thăm dò tin tức có thể dò thăm hắn gật đầu nói đúng vậy sắc mặt của cư ngô thích nhất thời xấu hổ trước hắn còn nói chỉ cần hắn mở miệng trong thành sẽ không có một tiệm thuốc nào bán đan dược cho lăng hàn không nghĩ tới người ta tự mình liền mở một tiệm thuốc đánh mặt của hắn đau lắm a à. nghiêm tiểu huyên tiếp tục nói nghe nói trong tiệm thuốc của ngươi chỉ bán ra ba loại đan dược cư ngô thích thiếu chút nữa bật cười Chính ba loại đan dược, người cũng không biết xấu hổ mở tiệp, không sợ người cười rất sang sao. Trong nháy mắt tự tin của hắn lại khôi phục, trên mặt hiện đầy ngạo khí. Lăng Hàn cười ha hả nói, đúng vậy, ba loại đan dược này đều là người tự mình luyện chế. Nghiêm Tiểu Huyên tiếp tục hỏi, nhãn thần đột nhiên sắc bén, tản mát ra khí phách của nhật nguyệt cảnh. Thần thức của Lăng Hàn vốn cứng cỏi lại cường đại, hiện tại có thêm ma chủ tinh nguyên, ở trên thần thức muốn chân áp hắn cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ khi thật đến một cường giả sáng thế cảnh. Hắn suy nghĩ một chút, mới nói, vãn bối tài sơ học thiền, cũng chỉ học xong ba đan phương. Cảm giác về sự yêu việt của cư mô thích càng thêm mãnh liệt, mới học được ba đan phương, đan phương cấp một hắn học xong 176 loại, đan phương cấp 2 có 74 loại. Chính bởi vì luyện nhiều các loại đan dược, thần thức của hắn được rèn luyện đầy đủ, cũng nhận được kinh nghiệm đầy đủ, rốt cuộc thấy được hy vọng đột phá đan sư cấp 3, đây là địa phương hắn tự ngạo nhất nghiêm tiểu huyên lộ ra dáng tươi cười, tấm tắc nói. Ba loại đan dược, phân biệt là khí thiên đan cấp 1, thiên cơ đan cấp 2, bích tiêu đan cấp 3, lăng hàn, ở trong vòng một năm ngắn ngủi, người bắt đầu từ không, bước vào đan sư cấp 3, thiên phú như vậy cũng chỉ là hứng thú cùng ham học hỏi mà nói. Bản tọa thực không dám nghĩ nếu ngươi toàn lực đầu nhập đan đạo sẽ đạt đến thành tựu bực nào. ba Chỉ thấy cư mô thích đặt mông ngồi trên mặt đất, da mặt không ngừng co quắp, mặt xám như cho tàn. Hắn thật bị đả kích, Tiểu tử này cư nhiên có thể luyện chế ra đan dược cấp 3. Dù chỉ có một loại, đó cũng là đan sư cấp 3 a. Buồn cười a à buồn cười, hắn còn tự ngạo ở trước mặt đối phương, trên thực tế là sử nhân tác quái. Vừa rồi mình ở trước mặt đối phương khoe khoang sắp trở thành đan sư cấp 3, nói vậy ở trong lòng tiểu tử này hung hăng chế nhạo mình đi. Ghê tởm, ghê tởm a, à, hắn oán hận không ngớt, người giống như hắn căn bản không biết tỉnh lại, rõ ràng là hắn chủ động đi trêu chọc Lăng Hàn nhưng bây giờ bị đánh mặt, lại hoàn toàn đổ trách nhiệm lên người Lăng Hàn. Nghiêm Tiểu Huyên liếc mắt nhìn đồ đệ, có chút bất mãn, làm sao ngạc nhiên như vậy, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tâm tính như vậy làm sao có thể leo lên đỉnh cao của đan đạo. Tâm viên ý mã, tâm tính bất ổn, này là tối kỵ của luyện đan. Không dối gạt tiền bối, mặc dù vãn bối rất có hứng thú với đan đạo, nhưng càng nhiều hứng thú hơn vẫn là ở võ đạo. Lang Hàn chắp tay nói, vẫn quyết định từ chối hảo ý của đối phương, này cuối cùng là thế giới võ giả, tuy đan sư được người tôn kính, nhưng mặt mũi lại là võ giả cho. Này ý tứ là, người ta cũng có thể không cho. chương 1096, chiến sự đột kích thượng Nghiêm Tiểu Huyên cũng cười nói, không sao cả, người chỉ là gia nhập đan viện, cũng không phải cả ngày luyện đan, thiên tài như ngươi, một năm liền đạt tới đan sư cấp 3, thiên tài đến không cách nào hình dung. Muốn trở thành đan sư cấp 4, cấp 5, nói vậy cũng không phải vấn đề gì. Lăng Hàn biết, mình có thể nhanh luyện ra thần đan cấp 3 như vậy, là bởi vì thần thức của hắn cường đại và cứng cỏi vượt xa trung cực vị bình thường, bằng không thần đan cấp 3 chính là đối ứng đại cực vị, không phải dễ luyện như vậy. Hơn nữa ở trong hắc tháp hắn lại không lo lắng vấn đề ôn hỏa, lúc này mới để hắn dễ dàng luyện ra thần đan cấp 3, bằng không phóng tới ngoại giới mà nói, tuy hắn vẫn có nắm chặt luyện ra bích tiêu đan, nhưng tuyệt đối không đạt đến trình độ lô lô 10 viên. Bây giờ cường độ thần hồn của hắn chỉ có thể luyện ra thần đan cấp 4 muốn luyện chế cấp 5, vậy ít nhất cũng phải chờ tu vi để thăng tới đại cực vị. Vào đan viện chúng ta, người có thể xem hết đan phương mà đan viện có được. Nghiêm tiểu huyên thấy lăng hàn vẫn còn do dự bất quyết, liền hạ một liều độc dược. Lăng hàn nhất thời cầm giữ không được, đan phương đắt ra sao a? hơn nữa đồ chơi này giống như bí thuật, bị người che đậy, có tiền cũng không nhất định mua được. Hiện tại đan viện nguyện ý mở ra đan phương cho hắn. Hơn nữa, người cũng không cần buông tha thân phận đệ tử của Bắc Phân Việt, hoàn toàn có thể đan võ song tu nghiêm tiểu huyên mở thêm cho hắn một cửa sau thế nào thành ý của đối phương đã như vậy lăng hàn liền gật đầu nói nguyện ý nghe tiền bối an bài tốt tốt nghiêm tiểu huyên cũng vô cùng cao hứng đó là một thiên tài thiên tài chân chính có chính là đan viện may mắn thời gian tới nói không chừng sẽ từ đan viện đi ra một đan đạo cự đầu ảnh hưởng toàn bộ đan đạo giới có nghiêm tiểu huyên mở kim khẩu Lăng Hàn tiến nhập đan phân viện chính là sự tình ván đã đóng thuyền, căn bản không cần hắn quan tâm, tự nhiên có người làm thỏa đáng. Trên thực tế, đan sư cũng không phải cả ngày luyện đan, đồng dạng cần luyện võ. Không có biện pháp, không có tu vi duy trì, người làm sao khống chế ôn độ, làm sao lấy ra tài liệu trong thần văn tiến hành liên kết. Bởi vậy, tuy Lăng Hàn có hai thân phận, này kỳ thực cũng không ngạc nhiên, tuyệt không có người đi đâm thọc. Hơn nữa, đan viện phó viện trưởng thân tự thu học sinh, ai dám đâm thọc? không sợ đời này không ăn được đan dược nữa sao? Chỉ qua ba ngày, Lăng Hàn đã được nghiêm tiểu huyên cho ba đan phương, đều là thần đan cấp ba. Sau đó, thực lực đan đạo của Lăng Hàn càng mạnh, hắn có thể lấy được đan phương càng nhiều, đẳng cấp cũng càng cao. Lăng Hàn tạm thời để ba đan phương qua một bên, bây giờ trọng điểm của hắn là luyện chế ra thái huyền thanh minh đan, này là võ giả sơn hà cảnh đại viên mãn có khả năng dùng, có thể ở trong nháy mắt khôi phục số lớn nguyên lực, có thể nói là đan dược thực dụng nhất. Đầu gỗ Đầu gỗ, lệ vi vi chạy tới quấy rối phá hủy hắn thanh tu. Không xong, tiểu đồng bọn của ngươi bị đánh. Cái gì tiểu đồng bọn? Lăng Hàn sửng sốt, lâm do, mã hưng. Lệ vi vi hoa tay. Phàm là nam sinh cùng ngươi đồng thời tiến vào phá hư bộ. Ở ngày hôm qua bị tập thể khiêu chiến, mỗi một người đều bị đánh sưng mặt sưng mũi. Chuyện gì xảy ra, sắc mặt của Lăng Hàn trầm xuống. Lệ vi vi gật đầu nói. Bản tiểu thư đoán, này là sa nguyên làm. Bởi vì gia thế của những học sinh kia đều là thủ hạ của Sa đại tướng quân. Ngươi không thể nói rõ ràng một chút sao?" Lăng Hàn thở dài nói, "Tại sao ngươi đần như vậy chứ?" Lệ Vi Vi buồn bực nói, "Chính là Sa Nguyên phái thủ hạ của hắn, ngày hôm qua chạy đi chỗ đám người Lâm Do ở, mạnh mẽ tiến hành luận bàn, mọi người đều là người của phá hư bộ, ai cũng không ngăn cản được. Bọn thủ hạ của Sa Nguyên đều là nhiều năm trước tiến vào phá hư bộ, lợi hại hơn đám người Lâm Do, tự nhiên đánh đám người Lâm Do mình đầy thương tích." Lăng Hàn sờ cầm, sao nguyên này là đang thị uy mình sao? Đối phương phái bốn người liễu ánh đi ám sát hắn, kết quả thất bại, hiện tại không dám ở bề ngoài xuống tay với mình, liền chút giận đến đám người lâm do. Không có biện pháp, ai bảo ngươi đã là trung cực vị, căn bản không thể đi tìm những người đó báo thù. Lệ vi vi thở dài nói, ở Sích Thiên học viện, học sinh cùng một phân bộ có thể tùy thời luận bàn, chỉ cần không đánh tàn phế đánh chết, học viện sẽ không truy cứu nhưng học sinh cao cấp không thể xuất thủ với học sinh cấp thấp, trừ khi đối phương chủ động khiêu khích. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng chỉ có dương mắt nhìn, ha ha, không nhất định, hắn cười nói, trung cực bộ cũng có thủ hạ của Sa Nguyên đi, lệ vi vi nhất thời hưng phấn nói, ngươi muốn đánh những người đó sao? Lăng Hàn nói, đương nhiên, Sa Nguyên không tuân quy củ trước, mở rộng chiến hỏa đến trên thân người vô tội, ta cần gì phải để ý. Hảo, bản tiểu thư giúp ngươi thu thập danh sách, Lệ Vi Vi chính là loại e sợ cho thiên hạ bất loạn, tự nhiên hết sức phối hợp, lập tức chạy đi thu thập danh sách. Ở phương diện này, hiệu suất làm việc của nàng thực quá cao, không đến một ngày liền có toàn bộ danh sách thủ hạ của Sa Nguyên. Lang Hàn cầm danh sách, bắt đầu không ngừng khiêu chiến ở trung cực bộ. Không chỉ Bắc phân viện, còn có Tam đại phân viện khác. Hiện tại hắn là trung cực vị hậu kỳ, chiến lực phổ thông thẳng tiến đại cực vị đỉnh phong, nếu như dùng tới khoái tự kiếm quyết, Diệt Long tinh thần tiễn mà nói, chiến lực còn có thể tăng lên một tinh nữa. Này tự nhiên là quét ngang, ngay cả học viện cũng kinh động, phát ra nghiêm lệnh, cấm lăng hàn và sa nguyên mang tư đấu dính đến những học sinh khác, lúc này mới khống chế được tình thế. Sa nguyên, triệu luân, ở trong lòng lăng hàn phát thệ, chờ hắn có đầy đủ thực lực, nhất định sẽ chém hai người này dưới kiếm. Lăng Hàn đang tích cực chuẩn bị công việc trở về Đại Lăng Triều, ly khai đã hơn một năm, hắn cũng rất tưởng niệm ba vị huynh trưởng, mang tài nguyên tu luyện về, để thăng thực lực chỉnh thể của Đại Lăng Triều. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bạo phát ra một đại tin tức. Kim Sư Quốc và Đông Vũ Quốc bạo phát đại chiến. Kim Sư Quốc là nước phụ thuộc Chủ Thiên Hoàng Triều, mà Đông Vũ Quốc là nước phụ thuộc Loạn Tinh Hoàng Triều, cương vực hai nước giáp giới, có thể nói là nơi hai đại Hoàng Triều giảm sóc, có ý nghĩa chiến lược cực lớn. chương 1097, chiến sự đột kích hạ. Bởi vậy, hai đại Hoàng Triều đều rất trọng thị hai tiểu quốc này. Hiện tại hai nước này bạo phát đại chiến, mà Đông Vũ Quốc lại bị đối phương trong một đêm hạ 14 thành, luân hãm gần một phần tư quốc thổ, bị ép phải cầu viện loạn tinh Hoàng Triều. Loạn tinh nữ Hoàng Hạ Thánh Chỉ, do cử quận Vương Thống Quân, xuất lĩnh học sinh của Sích Thiên Học Viện đi trợ trận. Tại sao là học sinh của Sích Thiên Học Viện? Thứ nhất, tuy những học sinh này đều là thiên tài, nhưng không có trải qua chiến trường, mềm mại không gì sánh được, mà đế quốc cần là chiến sĩ có thể đánh nhau, có thể gánh trách nhiệm, bởi vậy vừa lúc mượn cơ hội này rèn luyện bọn họ một chút. Thứ hai, học sinh của Sích Thiên học viện nhiều nhất chỉ có thực lực sơn hà cảnh đại viên mãn, dù thêm vào chiến trường cũng sẽ không thăng cấp quy mô chiến tranh, bằng không nếu như đầu nhập binh lực quá mạnh mẽ, nói không chừng sẽ dẫn phát trụ thiên hoàng triều và loạn tinh hoàng triều xung đột toàn diện. Thứ ba, đệ tử học viện đều là thiên tài, chiến lược dĩ nhiên không kém, này là một chi quân đội không thể khinh thường. Nữ hoàng hạ thánh chỉ, tự nhiên ai cũng không thể vi phạm, nhất thời, toàn bộ sích thiên học viện đều động viên. Trừ phá hư bộ và đan phân viện không cần tham chiến, những học sinh khác hết thảy mặc giáp trụ ra trận. Tuy chiến tranh tàn khốc, nhưng là con đường để thăng địa vị rất nhanh. Đế quốc có quy định, chém địch một vạn, có thể sắc phong võ tướng cửu phẩm. Ai không muốn thăng quan tấn chức, thanh niên ai cũng mài đao soàn soạt, theo bọn họ, mình cũng là thiên tài, ra chiến trường giết địch, đây không phải sự tình dễ dàng sao. Ai cũng không có suy nghĩ qua mình sẽ có khả năng chết trận, lạc quan không gì sánh được được. Lang Hàn từ tiểu thế giới một đường đánh lên, quá biết chiến tranh tàn khốc, đến lúc đó không có người đơn đả độc đấu với ngươi, trên chiến trường tên lạc loạn vũ, sợ ý một chút chỉ có thể trúng chiêu, vạn nhân địch cũng có thể chết mạc xanh kỳ diệu. Hắn có chút không nghĩ ra, vì sao loạn tinh nữ hoàng sẽ phái cử quận vương lĩnh binh. Không phải hắn khinh thường hồ phỉ vân, nhưng nữ nhân này căn bản không hiểu chiến tranh, chiến lược bản thân cũng bất kham, để cho nàng lĩnh binh không phải là đang nói đùa sao nhưng ai có thể cải biến tâm ý của nữ hoàng đại nhân chuẩn bị ba ngày đại quân xuất động lăng thiếu quận vương đại nhân cho mời bọn họ vừa ra khỏi cửa thành một nữ hầu vệ chạy tới tìm lăng hàn dẫn hắn đi tới trung quân tới trước một chiến xa hoa lệ này là tọa giá của cửa quận vương lớn đến có thể sánh bằng một tiểu viện di động hiện ra hết hoàng gia xa hoa trong ánh mắt hâm mộ của mọi người lăng hàn tiến nhập mã xa hắn vừa nhìn yêu không chỉ hồ phỉ vân ngay cả thủy nhạn ngọc cũng ở đây lăng hàn đã lâu không gặp hồ phỉ vân nhiệt tình chào hỏi sau khi trở về ta liền bị tỉ tỉ bước bế quan mấy ngày hôm trước vừa xuất quan liền bị tỉ tỉ phái ra chiến tranh hoàn hảo có các người bồi thủy nhạn ngọc đang uống trà thơm cho lăng hàn một ánh mắt quái dị đây ý là người cái đồ lưu manh lại câu dẫn một tiểu cô nương trong lòng lăng hàn kêu oan hắn đối với hồ phỉ vân thực sự là một chút ý tứ cũng không có hơn nữa vị cửu quận vương này tỉnh tỉnh mê mê, phỏng chừng cũng không biết ái tình là gì, chỉ là quá tịch mịch, mới muốn tìm người bồi, nói chuyện phiếm mà thôi. Hắn liếc mắt nhìn Hồ Phỉ Vân, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại cực vị, cô nàng này cư nhiên thẳng tiến sơn hà cảnh đại cực vị, so với hắn còn cao hơn một tiểu cảnh giới. T, người ăn tiên đan gì a tốc độ tăng lên lại nhanh như vậy. Phải biết, Lăng Hàn dung hợp tinh nguyên của một gã ma chủ, tu vi thời thời khắc khắc đều đề thăng rất nhanh, lại tu luyện lục hợp bát hoang công. Nhưng dù như vậy, hắn cũng phải mấy tháng mới có thể đề thăng một tiểu cảnh giới nhỏ, nào có khoa trương như Hồ Phỉ Vân. Đầu tiên là Triệu Luân, tiếp là Hồ Phỉ Vân, cường giả tinh thần cảnh quả nhiên thủ đoạn kinh người, có thể đề thăng tu vi của một gã võ giả rất nhanh sao. Hồ Phỉ Vân líu díu, nàng vẫn như trước, không hề có lòng dạ thiên chân vô tà. Nàng căn bản không giấu được bí mật, chỉ cần nàng nghĩ ngươi tốt, vài ba câu liền hận không thể móc tim ra cho ngươi, không giữ lại chút nào. Bất quá, đại khái cũng biết tính cách của cửu quận vương này có chút ngốc, loạn tinh nữ hoàng không để cho nàng nắm giữ chuyện cơ mật gì, hỏi cũng hỏi không ra bí mật gì. Lăng Hàn từng hỏi qua lai lịch của bát vương khác, nhưng Hồ Phỉ Vân cũng mờ mịt, chỉ biết chín người các nàng cùng loạn tinh nữ hoàng tình như tỉ muội về phần tại sao. Nàng cũng không biết, lai lịch của cửu vương đều không giống nhau, dòng họ bất đồng, tướng mạo cũng không cùng, chỉ có một điểm giống nhau, đó chính là không cha không mẹ, như đột nhiên xuất hiện, đột nhiên được phong làm quận vương, về sau tu vi đại bạo phát, thành thủ hộ giả của đế quốc. Thậm chí, Hồ Phỉ Vân cũng không nhớ rõ sự tình trước kia, chỉ biết là từ khi có ký ức tới nay, nàng liền làm bạn bên người loạn tinh nữ hoàng, nàng không biết phụ mẫu là ai, gia tộc truyền thừa, cũng không có lòng hiếu kỳ ở phương diện này. Điều này làm cho Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc đều nghe mà trái tim nhảy thình thịch thình thịch, may là trong xe ngựa không có nữ vệ, bằng không để loạn tinh nữ hoàng biết, nói không chừng sẽ diệt khẩu hai người. Tuy bọn họ không có thám thính ra tư liệu hữu dụng gì, nhưng lai lịch của cửu vương đều quá mức thần bí, này có khả năng chính là một cấm kỵ không cho đụng vào. Phải biết trừ hồ phỉ vân, bát phương khác đều trước sau bước vào tinh thần cảnh, đây quả thực là kỳ tích bất khả tư nghị, dựa vào cái gì loạn tinh nữ hoàng ở lúc đối phương còn là sơn hà cảnh, liền có thể nhìn ra tiềm lực của một người, cuối cùng có thể trở thành tinh thần cảnh. Dù cho thiên tài như lăng hàn, cũng có khả năng rất lớn ở nửa đường chết non, cũng có thể gặp phải bình chướng cảnh giới, vĩnh viễn bước không qua. Cổ quái, quá cổ quái, Hồ Phỉ Vân vô ưu vô lo, bộ dáng kia căn bản không phải mang binh đi đánh giặc, mà như đi dạo chơi ngoại thành. Trên liến xa của nàng cái gì cũng có, ngọa thất, trù phòng, thậm chí còn có một vườn hoa nhỏ. Bởi vì không có xuất động thần khí phi hành, tốc độ của bọn họ tự nhiên không mau đi nơi nào, phí gần hai tháng mới ra biên giới của loạn tinh Hoàng Triều, tiến nhập quốc thổ Đông Vũ Quốc. Trong nháy mắt, Lăng Hàn cảm thấy quốc thế vẫn bao phủ ở trên người mình tiêu thất, không chiếm được gia trì nữa. chương 1098, rằng con nộ giang. Hoàn hảo, ở đây chỉ có hắn và cửu quận vương mới có thể lấy ra quốc thế của loạn tinh Hoàng Triều, vì vậy ảnh hưởng đối với cả quân đội cơ hồ là không. Lăng Hàn một mực nắm chặt thời gian luyện hóa ma lực, cảnh giới của Triệu Luân, Hồ Phỉ Vân đều tăng cao, để hắn cảm thấy áp lực. Đây chính là thần giới, thủ đoạn hy kỳ cổ quái gì cũng có, Hắn không thể thỏa mãn với tốc độ tiến cảnh bây giờ. Được sự giúp đỡ của Hắc Tháp, tốc độ luyện hóa của hắn quả thực tăng lên rất nhiều, thành công đột phá trung cực vị hậu kỳ, bước vào đỉnh phong, chiến lực nâng cao một bước. Đáng tiếc là, ở trên luyện chế Thái Huyền Thanh Minh Đan, hắn vẫn kém một ít, nhưng tiền thì đốt lợi hại, sắp thấy đáy rồi. Thần đan cấp 4, thất bại một lần lãng phí tài liệu là mấy nghìn chân nguyên thạch. Bái Kiến Cửu Quận Vương, bọn họ tiến nhập Đông Vũ Quốc, cao tầng của Đông Vũ Quốc dĩ nhiên phải ra nghênh tiếp loại trang diện này hồ phỉ vân thấy cũng nhiều nên không luống cuống chút nào cùng cao tầng của đông vũ quốc chuyện trò vui vẻ tiếp đó chủ động yêu cầu ra chiến trường mới đầu cao tầng của đông vũ quốc rất không hài lòng tuy loạn tinh hoàng triều phái ra một vị quận vương nhưng thực lực của vị quận vương này quá yếu ngay cả nhật nguyệt cảnh cũng không có bước vào cao thủ như vậy có thể đưa đến tác dụng gì nàng vào chiến trường phương diện đông vũ quốc không chỉ không thể giảm bớt áp lực còn phải phí số lớn nhân lực đến bảo hộ vị quận vương này Người nào không biết nữ hoàng đại nhân coi cửu vương như tỉ muội. Nếu như cửu quận vương xảy ra chuyện gì, bảo chứng không cần kim sư quốc hoặc trụ thiên hoàng triều xuất thủ, nữ hoàng đại nhân sẽ đích thân diệt bọn họ. Hơn nữa, hồ phỉ Vân mang tới cũng chỉ là một đám sơn hà cảnh. Nhưng suy nghĩ một chút, đám sơn hà cảnh này lại không đơn giản, đều là lương đống tương lai của đế quốc, còn có hậu duệ của siêu cấp môn Việt. nếu như bọn họ ra cái gì ngoài ý muốn, thế lực sau lưng sẽ nhịn được không ra tay sao? trong nháy mắt Đông Vũ Quốc sẽ có vô số lực lượng ủng hộ. Nghĩ như thế, cao tầng của Đông Vũ Quốc lập tức chuyển buồn thành vui, vội đưa chi quân đội này đi tuyến đầu, ước gì chết nhiều vài người, tiếp đó để loạn tinh hoàng triều phái ra quân đội mạnh hơn đến. Vài ngày sau, học sinh của Sích Thiên Học Viện đi tới bên bờ một đại giang, đối diện là đại quân của Kim Sư Quốc, cùng quân đội của Đông Vũ Quốc cách sông Rằng Co. Này là một nộ giang, con sông chạy trồm có lực phá hoại đáng sợ. Trong truyền thuyết, nộ giang này là một vị cường giả vô thượng lấy kiếm chém ra, ẩn chứa kiếm ý vô thượng của vị cường giả này, trải qua ức vạn năm cũng chưa hoàn toàn tiêu thất. Bởi vậy, sông này không phải ai cũng có thể vượt qua, phải dùng thuyền cắt đứt kiếm ý, còn phải có cường giả nhật nguyệt cảnh tỏa chấn. Kim Sư Quốc bất quá là một vương triều, cường giả nhật nguyệt cảnh cộng hết lại cũng bất quá chừng trăm cái, muốn hộ tống một chi đại quân vượt qua nộ giang nói dễ vậy sao? Này là một bình chướng thiên nhiên, ngăn trở cước bộ xâm lấn tiến thêm một bước của Kim Sư Quốc, nhưng đồng giạc đông vũ quốc muốn thu phục đất mất cũng chắc trở không thôi nộ giang này sẽ trái lại hạn chế bọn họ học sinh quân ở đây xây dựng cơ sở tạm thời bất quá cùng binh sĩ của đông vũ quốc cũng không có hòa mình có thể tiến nhập xích thiên học viện cái nào không phải thiên tri kiêu tử tự nhiên khinh thường những binh lính này phải biết rằng đây chỉ là binh sĩ của một vương triều sơn hà cảnh cũng không nhiều lắm phần lớn là phá hư thiên nhân cùng hóa thần cảnh mấy ngày kế tiếp hai phái xem không vừa mắt lẫn nhau thiếu chút nữa người một nhà đánh nhau trước. Không có biện pháp, hai chi quân đội không thể làm gì khác hơn là tách ra, bình thường ngươi không đến chỗ ta, ta cũng không đi chỗ ngươi, nước sông không phạm nước giếng. Tựa hồ kim sư quốc cũng không vội đẩy mạnh, mỗi ngày chỉ dùng thạch xa bắn qua mấy viên hỏa cầu, đưa tới hỗn loạn nho nhỏ, hoàn toàn không có ý tứ độ giang cường công. Ngược lại thì đông vũ quốc nóng nảy tiếp tục như vậy, quốc thổ phía bắc nộ giang sẽ biến thành cương vực của kim sư quốc. Tại thần giới, chân quý nhất chính là quốc thổ cùng thần dân, này trực tiếp quyết định quốc thế. Tướng lĩnh của Đông Vũ Quốc trao đổi với Hồ Phỉ Vân, muốn phát động phản kích. Ta tán thành, màn cửa sốc lên, đi tới một nam tử toàn thân mặc khôi giáp màu bạc, dưới mũ giáp là một gương mặt anh Tuấn, còn có tóc đen rũ xuống, oai hùng đoạt người. Triệu Luân, hắn làm sao tới, điện hạ, mặc tướng phụng lệnh của triệu đại tướng quân, xuất lĩnh một tiểu đội lại đây, chờ cửu điện hạ sai phái. Triệu Luân nửa quỵ dưới đất, nói với cửu quận vương khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, cơ hội tốt như vậy, hắn sao có thể bỏ qua. Trong chiến trường, ai chết cũng là chuyện rất bình thường, như vậy, Lăng Hàn liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Tuy Hồ Phỉ Vân bởi vì quan hệ với Lăng Hàn, nên không thích Triệu Luân, nhưng nàng làm người nhân hậu, cũng không mang thù, sớm quên hết Triệu Luân. Nàng có chút mờ mịt nhìn đối phương nói, ngươi là ai, Phốc, Triệu Luân thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, bởi vì ngươi, ta mới bị Lăng Hàn hung hăng làm nhục một trận, người thậm chí ngay cả ta là ai cũng quên nhưng hắn lại tức giận cũng không dám phát tác với hồ phỉ vân chỉ đành phải nói thuộc hạ triệu luân là nhi tử của triệu đại tướng quân nga hồ phỉ vân gật đầu không hỏi tiếp nữa triệu luân xấu hổ hiện tại hắn đứng lên cũng không phải quỳ cũng không phải hắn chỉ đành phải nói thuộc hạ nguyện ý lĩnh binh xuất chiến thay điện hạ tranh đoạt vinh quang lúc nói câu nói này hắn nhân cơ hội đứng lên lĩnh quân của đông vũ quốc chính là một vị cường giả nhật nguyệt cảnh đạt tới đại cực vị cao hơn triệu luân hai đẳng cấp vốn không cần điều tới triệu luân nhưng ai bảo triệu luân là con trai độc nhất của triệu đại tướng quân hơn nữa lần này kiến nghị chính hợp tâm ý của hắn hắn liền vội vàng gật đầu nói thế tử quả nhiên anh dũng xem ra là thừa kế phong thái của triệu đại tướng quân lời này để triệu luân hết sức hài lòng từ trước đến nay hắn cũng thích so với phụ thân chỉ là tuy trong lòng hắn thỏa mãn nhưng miệng còn giả vờ khiêm tốn nói: "Không dám, tướng quân quá khen, Hồ Phỉ Vân thì không sao cả, nàng căn bản không có thiên phú mang binh đánh giặc, ngược lại cũng mừng rỡ có người chia sẻ thay nàng, liền đơn giản giao binh quyền cho Triệu Luân, ngược lại đối phương là thất phẩm võ tướng, có tư cách mang binh." Chương 1099, đột kích. Triệu Luân liền cùng tướng quân của Đông Vũ quốc bàn các loại chi tiết khi xuất binh, hắn tuyệt không phải người ngu ngốc, được Triệu đại tướng quân hun đúc, phương diện đánh giặc vẫn rất có một bộ chỉ là này dù sao cũng là lần đầu tiên hắn thực chiến cùng lý luận còn có tranh lệch cực lớn hắn lại không quan tâm hoàn toàn đi lý luận suông tướng quân của đông vũ quốc cũng không thèm để ý chút nào chỉ cần chết là học sinh quân vậy hắn cầu còn không được như vậy mới có thể làm cho loạn tinh hoàng triều xuất động càng nhiều quân đội mạnh hơn bằng không thì dù có thể đánh chạy kim sư quốc đông vũ quốc cũng phải bỏ ra cái giá thảm thiết bọn họ định ra sách lược do triệu luân xuất quân triển khai đánh bất ngờ giao động quân trận của kim sư quốc về sau quân đội của Đông Vũ Quốc sẽ nhân cơ hội giết qua sông, cho Kim Sư Quốc một kích chí mạng. Thương lượng xong, Triệu Luân liền bắt đầu chọn thành viên đội đột kích. Này quý tinh bất quý đa, hơn nữa quá nhiều người mà nói, lúc ly khai doanh địa nhất định sẽ bị bên đối diện phát hiện dị thường. Tự nhiên chỉ có học sinh mạnh nhất mới có thể trúng cử, đại khái khoảng nghìn người. Trên lý thuyết lăng hàn hẳn là không đủ tư cách trúng cử, nhưng hắn thình lình có mặt. Hiển nhiên, Triệu Luân muốn đẩy hắn vào trong hố lửa. Tuy chuyện này quá rõ ràng, nhưng ai cũng không trách được Triệu Luân, vì nước xuất chiến người còn chê ba chọn bốn. Cái này không được cái kia không được, sau khi Thủy Nhạn Ngọc biết được, liền muốn đi tìm Hồ Phỉ Vân, phủ quyết mệnh lệnh đã ban ra của Triệu Luân. Nhưng Lăng Hàn lắc đầu, hắn muốn đi bên kia nhìn. Mới đầu, hắn không biết tình huống của Kim Sư Quốc, nhưng mấy ngày nay hắn đã nhận được đầy đủ tư liệu. Thực lực của Kim Sư Quốc không mạnh bằng Đông Vũ Quốc, hai người nhiều nhất là sàn sàn nhau, như vậy, dù đánh đông vũ quốc bất ngờ không kịp đề phòng, cũng không có khả năng liên hạ 14 thành. Trừ khi có thủ bút của trụ thiên hoàng triều, nhưng vấn đề là vì sao? Với hai đại hoàng triều mà nói, hai tiểu vương triều này là nơi giảm sóc, ý nghĩa tồn tại quá trọng yếu, đây cũng là nguyên nhân để rất nhiều tiểu vương triều có thể dựa vào trường tồn. Nhưng nếu trụ thiên hoàng triều xuất thủ, như vậy là vì sao? Lẽ nào bọn họ có dụng ý toàn diện khai chiến với loạn tinh hoàng triều sao? Hơn nữa sau khi Kim Sư Quốc đánh đến Nộ Giang đột nhiên bất động, tuy này có nơi hiểm yếu ngăn trở, nhưng Lăng Hàn cho rằng, tựa hồ Kim Sư Quốc có ý chiếm lĩnh địa vực phía Bắc của Nộ Giang, đánh tới bên này sẽ không có hứng thú, không muốn vào sâu hơn. Lẽ nào Kim Sư Quốc không biết, loạn tinh Hoàng Triều là không có khả năng cho phép Đông Vũ Quốc bị gồm thâu. Chỉ cần loạn tinh Hoàng Triều xuất binh, bọn họ sớm muộn gì cũng phải nhổ ra lãnh thổ đã ăn vào. Phát động cuộc chiến tranh như vậy lại có ý nghĩa gì? Trừ khi... Mục tiêu từ đầu của Kim sư quốc không phải lãnh thổ. Đến tột cùng là cái gì, Lăng Hàn tự nhiên không biết, chỉ có đi dò xét một chút mới có thể biết. Bởi vậy, Lăng Hàn không chống cự vào đội đột kích, bởi vì hiện tại hắn thân là quân nhân, sao có thể muốn đi đâu thì đi đó. Nhưng vào đội đột kích lại bất đồng, hắn có thể làm bộ thất tán với bộ đội, liền có thể thâm nhập khu vực địch chiếm đóng tiến hành dò xét. Có hắc tháp trong tay, Lăng Hàn cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Hắn tỉ mỉ phân tích cho Thủy Nhạn Ngọc nghe. Thủy Nhạn Ngọc biết không có khả năng ngăn cản hắn, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Người theo sát cửu quận vương, gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể gặp giữ hóa lành. Lăng Hàn dặn dò, hiện tại hắn và Thủy Nhạn Ngọc đều là quân nhân, không có mệnh lệnh Việt không thể một mình hành động, nếu không sẽ bị quân pháp xử phạt. Thủy Nhạn Ngọc kinh ngạc, tuy thân phận của Hồ Phỉ Vân cao quý, nhưng chiến lực không phải rất cường nha. Tin tưởng ta, nếu gặp phải nguy hiểm, vậy thì càng không thể ly khai cửu quận vương nữ nhân này có thể bộc phát ra lực lượng vượt quá người tưởng tượng. Lăng Hàn chỉ dặn dò như thế, nhưng không có nói ra chân tướng. Bởi vì hắn thiếu chút nữa bị loạn tinh nữ hoàng diệt khẩu, vẫn là đừng cho Thủy Nhạn Ngọc biết, nếu không sẽ có phiền toái. Ừ, Thủy Nhạn Ngọc ôn nhu gật đầu, thê tử, không bằng chúng ta sinh hầu tử đi, vạn nhất ta không về thì sao? Lăng Hàn bắt đầu động thủ động cước, Thủy Nhạn Ngọc nhất thời cho hắn một cái liếc mắt, sẵn giọng Miệng quả đen, nàng đẩy Lăng Hàn ra, lắc eo thon một cái, bỏ chạy. Trên một bãi đất ngoài doanh trướng, Triệu Luân đứng chắp tay, lấy thần thức cường đại của hắn, tự nhiên có thể bao phủ cả quân doanh, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Lần này, Lăng Hàn mơ tưởng còn sống trở về, trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, vừa dạng sáng ngày thứ hai Triệu Luân liền dẫn binh xuất phát, bọn họ đường vòng mà đi, tách ra do thám của Kim Sư Quốc, vượt qua nộ giang, tiếp đó lợi dụng bóng đêm che lấp, phát động đánh lén quân đội của Kim Sư Quốc. Mặc dù đối với võ giả mà nói, buổi tối ánh sáng yếu ớt cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng người bình thường đều có tập quán nghỉ ngơi ở buổi tối, nên muốn phát động đánh lén, vẫn là buổi tối tốt nhất. Một nhóm nghìn người chặt chẽ xuất phát, sau khi đi ra vài trăm dặm, liền bắt đầu độ giang. Tổng cộng 5 chiếc thuyền, một lần có thể cho trăm người quá giang, sau 10 lần, tất cả nhân viên đều đi tới một đầu khác của nộ giang. Di, ừ, a, à, sau khi qua sông, tất cả mọi người phát sinh kinh hô, bởi vì thổ địa nơi này tỏa ra tử khí mãnh liệt. Thổ địa hoang vu, hoa cỏ cây cối điêu linh, thậm chí nghe không được dưới đất có tiếng côn trùng. Trên bầu trời, thật lâu nhìn không thấy một con phi cầm di động. Này là một tử địa từ đầu đến đuôi. Thế tử, ở đây quá quỷ dị, chúng ta có phải trước nhìn tình huống lại hành động không? Một học sinh hỏi, hắn thuộc về Triệu hệ, bởi vậy mới dám vào lúc này lên tiếng. Triệu Luân cũng nhíu mày, ở đây cư nhiên biến thành một mảnh tử địa, này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Ở đây, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tuy hắn học rất nhiều kinh nghiệm chiến tranh, nhưng kia là lý luận suông, kinh nghiệm thực chiến của hắn chỉ giới hạn ở cá nhân, hiện tại đột nhiên gặp phải tình huống hoàn toàn không có trong sách, để hắn thoáng cái liền bối rối. Thế tử, tình huống không thích hợp, thuộc hạ kiến nghị buông tha kế hoạch, không nên liều lĩnh. Lại có một học sinh khuyên, đồng dạng là nhân mã của Triệu hệ,